Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 138. Theo lấy thần lực tràn vào thời không thiên châu, thời không thiên châu quang mang đại thịnh, một cỗ hủy diệt tính khí tức phô thiên cái địa quét sạch mà ra, sao toàn bộ thương khung đều bắt đầu vỡ nát. Không, quỷ diện Ngô Công sợ hãi giống to, tiếng giống bên trong đều là tuyệt vọng ý. Đáng tiếc, nếu như bọn họ không tìm đến Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm cũng sẽ không giết bọn hắn, nhưng là bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Tất nhiên muốn giết Tiêu Phàm thay bọn họ huynh đệ báo thù, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đây. Vẻn vẹn chớp mắt, quỷ diện Ngô Công liền bị hủy diệt tính phong bạo lồng chụp vào trong, nó tốc độ rất nhanh, nhưng là ở thời không thiên châu kia hủy diệt tính phong bạo trước mặt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tu La Tử, tha mạng, quỷ diện Ngô Công thê thảm giống to. Nhưng Tiêu Phàm nơi nào sẽ để ý tới hắn, điều khiển thời không thiên châu, cũng phải phế thật lớn kình được a. Ba hơi sau đó, phong bạo bên trong cũng không còn quỷ diện Ngô Công thanh âm, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Ngươi giết lão nhị, Khôi Ngô nam tử mặt lộ hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hôi sắc hạt châu, thời không thiên châu làm sao sẽ ở trong tay ngươi. A, ngươi dĩ nhiên nhận biết, Tiêu Phàm lộ ra một tia đăm chiêu. Nói tất nhiên như thế, kia càng thêm lưu không được ngươi. Khôi Ngô nam tử nghe được lời này, trên mặt lộ ra hoảng sợ, thân thể đều run rẩy lên, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Đáng tiếc, thí thần cũng không phải bài trí, lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát đây. Chỉ thấy thí thần một quyền giận oanh mà ra, Khôi Ngô nam tử thân thể bỗng nhiên giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà về, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Khôi Ngô nam tử một mặt trắng bạch, cũng không phải thụ thương nghiêm trọng, mà là bị Tiêu Phàm trong tay thời không thiên châu dọa sợ. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng hắn sống vô số tuế nguyệt, tự nhiên biết rõ thời không thiên châu là ai đồ vật, đây chính là so với hắn chủ nhân còn muốn đáng sợ một nhân vật a. Tiêu Phàm là Tu La Tử cũng liền bình thường, hắn còn dám một trận chiến. Nhưng nhìn thấy thời không thiên châu một sát na kia, hắn lại không bất luận cái gì chiến ý. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là thời không thiên châu chủ nhân truyền thừa giả, kia trừ phi hắn chán sống rồi, nếu không mà nói, hắn tuyệt đối không dám đụng vào Tiêu Phàm Tu La Tử, tha mạng, ta chỉ là nói đùa với ngươi. Khôi Ngô nam tử run rẩy, một mặt nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vài tia tiếu dung. Nói đùa, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Trong lòng của hắn lại là có chút khó chịu. Nguyên bản đem thời không thiên châu luyện hóa hai thành, đây là một kiện chuyện tốt. Nhưng hắn không nghĩ đến Khôi Ngô nam tử cùng quỷ diện Ngô Công dĩ nhiên liếc mắt liền nhận ra, bọn họ có thể nhận ra, chẳng phải là nói rõ những người khác cũng có thể nhận ra. Nếu quả thật là dạng này, vậy sau này bản thân còn có thể du nhanh sử dụng thời không thiên châu sao? Không sai, nói đùa, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn trách móc. Khôi Ngô nam tử một bên hướng phía sau thối lui. Một bên lấy lòng nói. Có ý tứ, ngươi cùng ta nói đùa, lại đem ngươi huynh đệ cho giết. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, bây giờ chỉ còn lại một người này, hắn tự nhiên không chỗ nào e ngại. Chỉ cần không phải loại kia cực kỳ biến thái thần vương cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn có thể không có sợ hãi. Khôi Ngô nam tử sắc mặt so với khóc còn muốn khó chịu, hắn cũng muốn giết Tiêu Phàm, nhưng hắn không dám a. Ngươi hẳn là trấn thủ ở 98 tầng nhập khẩu A, có vẻ như ngươi thực lực cũng quá yếu. Tiêu Phàm tiếp tục nói ra, hơn nữa, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, khiến người khác đều tiến nhập 98 tầng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Phàm quét một cái bên hông quân công bài, lại là phát hiện, Hoàng Vô Lân, Vũ Vạn Kiếm cùng Chiến Hoàng Thiên bọn họ cũng đã tiến nhập 98 tầng. Chỉ kém 2 tầng, bọn họ khả năng liền có thể tiến vào tầng thứ 100. Nếu như để bọn hắn tiến vào 100 tầng, một phần vạn thông qua được tầng thứ 100 khảo nghiệm, vậy mình chẳng phải là không có cơ hội đây. Biết tội, biết tội. Khôi Ngô nam tử cúi đầu khom lưng, chỗ nào còn dám cùng Tiêu Phàm đối nghịch, bất quá, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng xông qua 99 tầng. A, à, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn đến 99 tầng trấn thủ thần thú không đơn giản a, ngươi có biết rõ đó là cái gì thần thú, ta không muốn nghe nói nhảm. Tiêu Phàm một bên nói xong, một bên chuyển động trong tay thời không thiên châu, này nhưng đem Khôi Ngô nam tử dọa cho phát sợ. Biết rõ,
đó là thần thú bảng xếp hạng bài danh 99 thánh thổ thần hoa, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đại đế cảnh phía dưới, không người có thể phá vỡ nó phòng ngự. Khôi Ngô nam tử vội vàng nói ra. Thánh thổ thần hoa, Tiêu Phàm nâng cầm lên, trong lòng có chút kinh ngạc, từ 90 tầng 3 thần bắt đầu, hắn nhìn thấy thần thú, đều chỉ là bài danh 500 tên sau đó mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, trấn thủ 99 tầng thần thú, lại là thánh thổ thần hoa. Nếu như Khôi Ngô nam tử không có nói sai mà nói, kia muốn xông qua 99 tầng, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ hắn từ tu la truyền thừa bên trong lấy được tin tức, thánh thổ thần hoa lực phòng ngự kinh người, dù là đứng ở đó nhường thần vương cảnh công kích, cũng chưa hẳn có thể phá vỡ nó phòng ngự. Lại càng không cần phải nói thánh thổ thần hoa cũng không có khả năng đần độn đứng ở đó cho người công kích, trừ phi đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, nếu không mà nói, căn bản không có tất yếu đi thử nghiệm. Chiếu ngươi nói như vậy, ta muốn xông qua 99 tầng, cũng không được. Tiêu Phàm nhíu mày, sát ý lấp lóe, nói, có cái gì biện pháp tiến vào 99 tầng? Ta thực sự không biết, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Khôi Ngô nam tử tức khắc vẻ mặt đưa đám, nói ta cùng với nó giao thủ vô số lần, nhưng không có thắng nổi một lần, thậm chí, liền nó phòng ngự đều không phá vỡ qua. Thánh thổ thần hoa phòng ngự có mạnh như vậy, Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, hiển nhiên có chút không tin. Chỉ cần là thần vương cảnh, hắn liền không có sợ qua, chẳng lẽ còn có thể vô địch hay sao? Mạnh, rất mạnh, hơn một vạn năm đến nay, cũng liền một người xông qua hắn phòng ngự. Khôi Ngô nam tử hít sâu một cái nói, ngôn ngữ bên trong đều là kiêng kỵ ý. Người nào, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi bật thốt lên mà ra. Một cái gọi tà thần ra hỏa, Khôi Ngô nam tử chi tiết nói ra. Tà thần, Tiêu Phàm nhíu mày, cái tên này, làm sao quen thuộc như vậy chứ? Đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nháy mắt nhớ tới ban đầu ở chiến hồn đại lục vạn thánh dược các nghe được một cái tên. Chỉ là, cái kia tà thần, cùng Khôi Ngô nam tử trong miệng tà thần, là một người sao? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khôi Ngô nam tử trong con ngươi lóe qua một vòng ác liệt tốt, xem ở ngươi thay ta giải đáp phân thượng, cho ngươi một cái thống khoái. Không, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta. Khôi Ngô nam tử kinh khủng kêu to lên, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi lúc, chỗ nào còn dám dừng lại, nhấc chân chạy. Ta cũng không có nói qua không giết ngươi, người một nhà liền phải thật chỉnh tề. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cùng Quỷ Diện Chi Chu đều bị hắn giết chết, ai biết này Khôi Ngô nam tử có thể hay không giết hắn báo thù. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trực tiếp thúc dục thời không thiên châu, không chút do dự đem Khôi Ngô nam tử nghiền sát. Hư không hư vô phong bạo hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, giết chết Khôi Ngô nam tử, Tiêu Phàm nội tâm không có bất luận cái gì gợn sóng. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho hắn, có ít người, không tất yếu giữ lại cũng là tai họa. Lão đại, này hạt châu hảo cường, thí thần nuốt nuốt nước bọt, thời không thiên châu mang cho hắn uy lực quá rung động, đây chính là thần vương cảnh đỉnh phong A, nói giết liền giết. Nếu như bản thân gặp gỡ này hạt châu, lại có hay không có thể là hắn đối thủ đây? Tiêu Phàm mỉm cười, đối thời không thiên châu uy lực cũng coi như hài lòng, này vẫn chỉ là luyện hóa hai thành mà thôi, nếu như toàn bộ luyện hóa, thời không thiên châu uy lực lại là như thế nào kinh khủng? Thí thần, cho, đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hai mai mệnh ngoại chi thạch ném cho thí thần. Lần này hắn học thông minh, trước hết để cho bạch sắc thạch đầu rút lấy mệnh thạch bên trong mệnh ngoại chi khí. Chỉ lưu lại linh hồn chi lực cùng thần cách lực lượng. Hắn thể nội bạch sắc thạch đầu cần mệnh ngoại chi khí, mà thí thần cần thì là linh hồn chi lực cùng thần cách, hai người cũng coi như là theo như nhu cầu. Một lần này, ta nhất định có thể đột phá đại đế. Thí thần mặt mày hớn hở, kích động nói. Trước không muốn luyện hóa, chờ rời đi bách sát tháp lại nói. Nhìn thấy thí thần chuẩn bị luyện hóa mệnh thạch, Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản nói. Hắn hiện tại nhưng không có đầy đủ thời gian hao tổn ở chỗ này. Huống chi, thí thần bây giờ đã là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, tuy biết rõ đột phá đại đế sau đó, có thể hay không cũng bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong đây. Cùng với như thế, còn không bằng chờ rời đi bách sát tháp sau đó lại luyện hóa mệnh thạch, nếu như vậy, thực lực mới có thể toàn bộ triển lộ. Tốt, thí thần gật gật đầu,
bất quá vẫn là đem mệnh thạch ném vào trong miệng, chỉ là không có luyện hóa mà thôi. Chỉ còn lại cuối cùng hai tầng, Tiêu Phàm hít sâu một cái, quỷ diện Ngô Công cùng Khôi Ngô Nam Tử đã chết, hạng 97 tầng cùng 98 tầng cũng liền không người trấn thủ. Về phần những cái kia dị ma nguy hiểm, lấy Tiêu Phàm cùng thí thần tốc độ, cũng không phải đặc biệt quan tâm, đến 98 tầng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ cần có thể thông qua 99 tầng cùng 100 tầng, liền có thể nghênh đón 100 tầng khảo nghiệm, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, 99 tầng, đoán chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Khôi Ngô Nam Tử thực lực rất mạnh, nếu như không phải điều khiển thời không thiên châu lực lượng, Tiêu Phàm muốn diệt sát hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể vận dụng tu la ma ảnh. Mà Khôi Ngô Nam Tử ở 99 tầng thủ quan giả thánh thổ thần oa trước mặt, lại giống như nhỏ yếu tiểu hài đồng dạng, căn bản dung chuyển không được. Tiêu Phàm muốn đột phá thánh thổ thần oa chấn thủ, hiển nhiên cũng là không nhẹ nhõm sự tình. Tiêu Phàm cùng thí thần hai người rất nhanh liền xuyên qua 96 tầng cùng hạng 97 tầng, tiến nhập 98 tầng không gian. Trong lúc đó, hắn quét một cái bách sát bảng, phát hiện Hoang Vô Lân cùng Chiến Hoàng Thiên đám người vẫn như cũ còn tại 98 tầng, cũng không có tiến vào 99 tầng, trong lòng cũng thở dài một hơi. Làm hai người bọn họ chạy tới thông hướng 99 tầng thông đạo vị trí thời điểm, phát hiện Hoang Vô Lân đám sáu người đứng ở một cái hắc sắc sơn cốc bên trong van xin. Hai người đến, cũng nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý, trong mắt nhao nhao lóe qua vẻ kinh dị. Người vậy mà còn không chết. Hoang Vô Lân híp hai mắt, âm dương quái khí nói ra. Hồng hộc, nghênh đón Hoang Vô Lân lại là thí thần một chảo, bá đạo trưởng cương từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ hủy diệt tính khí tức. Ngươi làm cái gì? Hoang Vô Lân gầm thét, lách mình hướng về nơi xa thối lui, hắn không nghĩ đến thí thần dĩ nhiên chiêu hô không đánh liền xuất thủ, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Lấy hắn tốc độ, ngược lại là 10 phần tùy tiện lại tránh được thí thần công kích. Dưới chân hắn sơn phong ở thí thần một chảo phía dưới, trực tiếp hóa thành kiếp cho. Làm cái gì, nếu như không phải ngươi, kia quỷ diện Ngô Công há lại sẽ tới giết chúng ta. Thí thần đứng lơ lửng trên không, băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoang Vô Lân, một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Quỷ diện Ngô Công muốn giết các ngươi, liên quan gì đến ta? Hoang Vô Lân lông mày hơi nhíu, nếu là Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn căn bản không biết có bất luận cái gì cố kỵ. Nhưng là thí thần thực lực, lại làm cho trong lòng của hắn 10 phần không chắc, nên hắn mới ẩn nhẫn đến hiện tại. Không phải ngươi, thí thần rõ ràng không tin, u sâm con ngươi lại từ trên người những người khác lóe qua, muốn nhìn ra một chút khác biệt. Đáng tiếc, mặt khác mấy người thần sắc đều 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ khác thường gì. Tiêu Phàm, có người bán rẻ ngươi. Chiến Hoàng Thiên âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thiên Viêm Ma Cốt Chu hai cái huynh đệ đến tập sát ta. Tiêu Phàm không có phủ nhận, nếu như không phải có người bán đứng hắn, quỷ diện Ngô Công cùng kia Khôi Ngô Nam Tử lại làm sao có thể qua hơn nửa tháng đột nhiên tới giết hắn đây. Khó trách quỷ diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền đột nhiên rời đi. Chiến Hoàng Thiên phảng phất tới, nhàn nhạt nhìn về phía mấy người khác. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên lại nói. Việc này khả năng thật không phải Hoang Vô Lân gây nên, Hoang Vô Lân người này mặc dù không coi ai ra gì, tự cao thanh cao, nhưng cũng có chút ngạo khí, hắn sẽ không mượn người khác tay giết ngươi. À, Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, kia mặt khác mấy người đây. Dịch Chiến Vân cùng ta tương đối quen, hắn khả năng hẳn là cũng rất nhỏ, ba người khác ta liền không rõ ràng. Chiến Hoàng Thiên suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm theo Chiến Hoàng Thiên ánh mắt nhìn lại. Con người rơi vào cả người khoác hoàng kim chiến bào người cao to thanh niên phía trên. Thanh niên hai con người thâm thúy như hãn hải, bộ dáng thanh tú, phong thần như ngọc, một đầu tóc đen sắc tóc dài giống như thác nước buông xuống, phát ra một loại không bị trói buộc khí tức. Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất nghiêm túc dò xét những người này, lại là phát hiện, những người này mỗi cái đều không đơn giản. Con người dừng lại hai hơi thời gian, lại chuyển rời đến một cái váy trắng nữ tử trên người. Nữ tử da thịt trơn mềm như tuyết, dáng người nhẹ nhàng, không nhiễm bụi bặm, linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn nhỏ bé choáng, môi son tích thủy giống như anh đào. Một đầu như tơ lụa hắc phát theo gió phất phơ, lá liễu lông mi cong,
một đôi con mắt như tinh thần như minh nguyệt, hoàn mỹ không một tỷ vết mặt trái xoan thanh tú tuyển lệ. Nữ tử này tên là Thiên Linh Vận, chính là thiên nguyên cổ cương thiên gia người. Chiến hoàng thiên thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Thiên gia sao? Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu nháy mắt nhớ tới Thiên Tinh Tử, truyền âm hỏi, hôm nay nhà cùng Đại Hoang Đế vực thiên gia có quan hệ gì? Đại Hoang Đế vực thiên gia trước kia xem như thiên gia chi mạch a. Chiến hoàng thiên giải thích nói. Tiêu Phàm trầm mặc, trong lòng có một tia phỏng đoán, hôm nay Linh Vận có rất lớn khả năng, sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào hắc bào mặt nạ nam trên người. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền rời đi hắc bào mặt nạ nam, hắn cùng với hắc bào mặt nạ nam cũng tiếp xúc mấy lần, người này hẳn không phải là âm hiểm hạng người, hắn nếu muốn đối phó bản thân, đã sớm trực tiếp xuất thủ. Người này tương đối thần bí, ta chỉ biết là hắn bách sát bảng danh tự, tên là Tà Vũ, bất quá cũng không biết thật giả, nhưng ta cảm giác, hắn hẳn là chúng ta tất cả mọi người, cường đại nhất. Chiến hoàng hít sâu một cái nói. Tà Vũ, Tiêu Phàm gật gật đầu, thật sâu nhớ kỹ cái tên này, sau đó ánh mắt rơi vào cuối cùng trên người một người. Cuối cùng một người, là một cái bạch bào thanh niên mày kiếm mắt sáng, lóng lánh sắc bén quang mang óng ánh trong suốt, một trương như đao khắc đi ra mới vừa lăng lạnh lẽo cứng rắn dung nhan. Hắn đứng ở đó, quanh thân thỉnh thoảng phát ra từng đạo huyến kiếm nát khí, đem cả người bao khỏa ở bên trong, giống như kiếm tiên lâm trần. Đây là thần đạo cổ cương Vũ Vạn Kiếm, bách sát bảng bài danh đệ nhị, thực lực khả năng còn ở trên Hoang Vô Lân. Chiến hoàng thiên ngưng trọng thanh âm lại đang Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thí thần nói, thí thần, tới. Lão đại, nhất định là tiểu tử này dở trò quỷ. Thí thần cực kỳ không cam lòng trở lại Tiêu Phàm bên người, vừa mới cùng Hoang Vô Lân giao thủ, hắn cũng thăm dò ra Hoang Vô Lân đại khái thực lực. Nếu như toàn lực ứng phó mà nói, chém giết Hoang Vô Lân hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Quỷ diện Ngô Công bọn họ dù sao đã chết, Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng băng lãnh, không phải hắn không nguyện ý giết Hoang Vô Lân, mà là hắn hiện tại không muốn cùng các đại cổ cương là địch. Dù sao, các đại đế vực cùng cổ vực vấn đề đều không có giải quyết, nếu là đắc tội những cái này cổ cương đại gia tộc đệ tử, sự tình sẽ biến càng thêm phiền phức. Huống chi, hắn trước đó cũng đã giết man hoang cổ cương Cung Gia Cung Giật, Cung Gia lực lượng, có thể cũng không yếu so với một đại đế vực. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn họ rất rõ ràng quỷ diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền thực lực, bọn họ thế nhưng là bỏ ra thời gian rất lâu, đều không có vượt qua a. Nếu như không phải có người âm thầm cáo chi quỷ diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền, Tiêu Phàm giết bọn chúng huynh đệ, bọn họ đến hiện tại cũng chưa hẳn có thể đến 98 tầng. Nhưng bây giờ lại nghe được, quỷ diện Ngô Công đã chết, này khiến bọn họ như thế nào không chấn kinh. Mà lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm hắc bào mặt nạ nam Tà Vũ một cái, hắn luôn cảm giác, này Tà Vũ cố ý đang ẩn giấu thực lực. Bằng vào hắn trước đó một kiếm chém giết dung nham thạch hoàng thực lực, hắn xông qua 99 tầng. Hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá Tiêu Phàm không giải là, Tà Vũ tại sao vẫn không có xâm nhập, ngược lại đi theo đám người bước chân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoang Vô Lân con người băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm cùng thí thần, hắn rất khó chịu hai người thái độ, bản thân tốt xấu cũng là bách sát bảng hạng nhất, lại bị hai cái thiên vũ vực người xem thường. Người nha, muốn động thủ liền động thủ. Dừng tay liền dừng tay, đem ta Hoang Vô Lân xem như cái gì. Các vị, mọi người không thử xem tiến vào 99 tầng sao. Tiêu Phàm cười nhìn xem đám người nói, tựa như vừa mới cái gì đều không có phát sinh một dạng. Đám người trầm mặc không nói, bọn họ đối Tiêu Phàm cảm nhận cũng không phải tốt bao nhiêu, hơn nữa còn rất có một chút lòng đề phòng. Vừa mới bọn họ đều nếm thử qua, không có một cái vượt qua, ta ngược lại cảm thấy. Ngươi có thể thử một lần. Lúc này, hắc bào mặt nạ nam Tà Vũ khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, bất quá hắn từ Tà Vũ trong con ngươi lại nghe được một tầng khác ý tứ, chiến hoàng thiên bọn họ đều xông qua, nhưng là hắn Tà Vũ cũng không có thử qua. Các hạ tại sao không thử nghiệm một cái đây? Tiêu Phàm hỏi. Những người này, cũng liền Tà Vũ cho hắn một loại nguy hiểm nhất cảm giác,
dù là Chiến Hoàng Thiên, Hoàng Vô Lân cùng kia Vũ Vạn Kiếm, ở trong mắt Tiêu Phàm, cũng vẻn vẹn chỉ là cường đại mà thôi. Ta không vượt qua nổi. Tà Vũ lắc lắc đầu cười một tiếng, tựa như đối cái gọi là bách sát tháp ban thưởng không có bất cứ hứng thú gì. Không vượt qua nổi sao? Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không tin tưởng, Tà Vũ tuyệt đối có thực lực tiến vào 99 tầng, chỉ là hắn hoàn toàn không nguyện ý mà thôi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn xâm nhập 99 tầng. Hơn nữa, hắn đối thánh thổ thần hoa thực lực, cũng có chút hiếu kỳ. Thí thần, người ở đây này ta. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền hướng lấy sơn cốc bên trong bay đi. Sơn cốc bên trong, bao phủ một tầng tầng bạch sắc vũ khí, bất quá Tiêu Phàm vẫn là rất nhanh tìm được thông hướng 99 tầng nhập khẩu. Nhập khẩu bên trong lập lòe thổ hoàng sắc quang mang, hóa thành từng đạo năng lượng quang che đậy bao phủ nhập khẩu, hơn nữa tựa như ở có tiết tấu hô hấp, quả thực là cực kỳ kỳ diệu. Thật là nồng nặc thổ thuộc tính pháp tắc chi lực, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy lĩnh ngộ ra thổ chi pháp tắc người. Đông đảo pháp tắc chi lực, thổ chi pháp tắc tuyệt đối là phòng ngự đệ nhất pháp tắc chi lực, đồng giai cơ hồ không người có thể phá. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, vì sao ngay cả Bích Ma Long Thiền đều không phá nổi thánh thổ thần hoa phòng ngự. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm thần lực vận chuyển, hai mắt bên trong bỗng biến thành huyết sắc, đáy mắt chỗ sâu càng là có một đầu huyết sắc u minh du đãng. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trước mắt thế giới lần nữa phát sinh biến hóa, lít nha lít nhít thổ hoàng sắc sợi tơ lạc ấn ở trong hắn ánh mắt. Những cái kia thổ hoàng sắc sợi tơ, xen lẫn thành một chương lưới lớn, hoàn toàn đem nhập khẩu ngăn chặn. Khó trách người bình thường không vượt qua nổi, Tiêu Phàm phảng phất tới, này lối vào pháp tắc chi võng, đồng dạng thần vương cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn có thể công phá. Huống chi! Nhập khẩu chỗ sâu pháp tắc chi võng càng ngày càng dày đặc, tự nhiên cũng càng ngày càng cường đại, đại đế phía dưới, hiếm có người có thể vượt qua. Bất quá, kẻ khác không vượt qua nổi, nhưng lại không có nghĩa là Tiêu Phàm không vượt qua nổi, hắn nghịch loạn chi đồng, thế nhưng là có thể nhìn thấy pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành, tự nhiên có thể tìm kiếm hắn nhược điểm. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, tay cầm tu la kiếm hướng về nhập khẩu đi đến, đi tới trước động khẩu. Hắn nhẹ nhàng vung ra một kiếm này, căn bản không có bất luận cái gì uy lực. Như vậy thì muốn thông qua này phòng ngự pháp tắc màn sáng, thực sự là si nhân nói giỡn. Hoàng Vô Lân nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra cười lạnh cùng vẻ khinh thường. Nhưng mà một khắc sau, Hoàng Vô Lân thiếu dung nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy là vô cùng kinh ngạc, sắc mặt có chút đỏ lên, tựa như bị người một bàn tay hung hăng rút ở trên mặt hắn một dạng. Những người khác cũng đồng dạng không bình tĩnh, bọn họ nhìn thấy, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm ở chạm đến pháp tắc màn sáng một sát na kia, pháp tắc màn sáng lại tựa như một cái bọt khí đồng dạng, ba một tiếng trực tiếp nổ lên. Làm bọn họ kịp phản ứng thời khắc, Tiêu Phàm bóng lưng cũng đã biến mất ở nhập khẩu thông đạo, vài hô hấp sau, màn sáng kia lần nữa xuất hiện, đám người lại cũng nhìn không thấy Tiêu Phàm bóng lưng. Không hổ là lão đại, thí thần sang sảng cười nói. Ở trong lòng hắn, Tiêu Phàm liền là không gì làm không được. Tiến vào, Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc nói. Coi như đi vào lại như thế nào, này đoán chừng chỉ là đệ nhất tầng pháp tắc màn sáng mà thôi, phía sau khẳng định còn có mặt khác. Hoàng Vô Lân hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại kỳ kỳ oai oai, khả năng liền đừng trách tiểu gia không khách khí, không cẩn thận giết chết ngươi. Thí thần hung ác trợn mắt chừng Hoàng Vô Lân một cái. Tức khắc dọa đến Hoàng Vô Lân vội vàng đóng chặt miệng. Rất có ý tứ người a. Tà Vũ khẽ cười một tiếng, không biết trong lòng của hắn rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Tiêu Phàm tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh sự tình, hắn liên tục xông qua 81 đạo màn sáng, một đạo bạch sắc quang mang rốt cuộc tiến nhập mắt hắn màn. Rốt cuộc đi ra, Tiêu Phàm trên trán cũng nhỏ xuống lấy mồ hôi, thời gian dài thi triển nghịch loạn chi đồng, đối với hắn tới nói. Tiêu hao cũng cực lớn. Cũng liền ở lúc này, đột nhiên một đạo lười biếng thanh âm ở hắn phía trước vang lên, không nghĩ đến thế hệ này tu la tử, dĩ nhiên thức tỉnh nghịch loạn chi đồng phá vọng chi thuật. Người nào, Tiêu Phàm mãnh kinh, còn người liếc nhìn lấy tứ phương, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, tâm thần đề phòng đến cực điểm. Tuy nhiên hắn không biết là người nào đang nói chuyện, nhưng trong lòng cũng đã ẩn ẩn đoán được một chút, ngoại trừ kia thánh thổ thần hoa. Hẳn là lại không người khác.
tiểu tử, người muốn thông qua cửa này sao? Lười biếng thanh âm tiếp tục vang lên, ngữ khí bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm ý. Giả thần giả quỷ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sinh tử pháp tắc vận chuyển, từng đạo pháp tắc thần liên từ hắn quanh thân bắn ra, tạo thành một phiến riêng biệt pháp tắc lĩnh vực. Không muốn như thế khẩn trương, người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn ở Tiêu Phàm bên tai, bất quá, ta đáp ứng kia lão quỷ, thủ hộ ở chỗ này, cũng sẽ không để ngươi như thế tùy tiện qua ta cửa này. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chỉ cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, chớp mắt, một đầu móng vuốt từ trong hư vô giò xét đi ra, xông thẳng hắn phía sau lưng. Tiêu Phàm kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, phản ứng rất nhanh, lách mình liền chuẩn bị hướng về một bên bắn nhanh đi. Nhưng Tiêu Phàm kinh hãi là, bốn phía hư không tựa như nháy mắt bị giam cầm đồng dạng, hắn thân thể càng là nặng như vạn tấn, căn bản là nhấc không nổi. Đại địa pháp tắc, Tiêu Phàm nháy mắt lấy lại tinh thần, trọng kia lực gia trì ở trên người hắn, dường như gánh vác lấy vô số tòa ma nhạc, ép tới hắn thân thể cũng đứng không thẳng. Thời không chấn động, mắt thấy kia móng vuốt sắp rơi xuống thời khắc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra thời không pháp tắc ảo diệu, bốn phía không gian nhao nhao vỡ nát. Chỉ là, hư không vỡ nát phạm vi hết sức có hạn, căn bản không cách nào cùng đối phương đại địa pháp tắc chống lại. Cũng may hắn thân thể cũng nháy mắt có thể di động, Tiêu Phàm không chút do dự kích phát tu la ma ảnh lực lượng, vô tận chiến huyết thiêu đốt. Hắn thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành một đầu cao khoảng một trượng tu la ma ảnh. Trở tay chính là một quyền hướng về hậu phương đập tới. Oanh, kinh khủng nổ vang ở hư không vang lên, Tiêu Phàm nắm đấm cùng hậu phương móng vuốt đụng vào nhau, hư không sinh ra từng đạo không gian gợn sóng, hung mãnh hướng về bốn phía khuếch tán. Thông đạo cũng bắt đầu run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ một dạng. Tu La Tổ, nó làm sao sẽ ở trên người ngươi? Một đạo kinh hãi thanh âm vang lên. Tiêu Phàm không có để ý tới thanh âm này, thừa cơ nhanh chóng hướng về phía trước thối lui, xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài, đồng thời, một đạo nhỏ bé thân ảnh nháy mắt lạc ấn ở hắn tầm mắt. 98 tầng, thí thần cùng Hoang Vô Lân đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong thông đạo, đang đợi Tiêu Phàm sấm quan kết quả. Lâu như vậy chưa từng qua được, chẳng lẽ vẫn là thất bại? Chiến Hoàng Thiên thật sâu hít khẩu khí, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh. Nhưng cửa này, lại cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Thánh thổ thần oa phòng ngự kết giới, đại đế cảnh phía dưới tu sĩ, rất khó phá vỡ, thất bại cũng rất bình thường. Chiến Hoàng Thiên cách đó không xa Dịch Chiến Vân mở miệng nói. Hắn cũng không có khinh miệt Tiêu Phàm, ngược lại 10 phần thưởng thức, dù sao, Tiêu Phàm chỉ là một cái tiểu địa vực tu sĩ, có thể đi đến đây một bước, cũng đã 10 phần khó được. Nếu như đổi lại là bọn họ, chưa hẳn có thể làm được Tiêu Phàm một bước này. Hừ, chúng ta những người này đều không vượt qua nổi, hắn một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ, lại làm sao có thể vượt qua. Là hắn quá tự cho là đúng mà thôi. Hoang Vô Lân cười lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong đều là trào phúng ý. Đi qua, đúng lúc này, hắc bào mặt nạ nam tà vũ thanh âm vang lên, đám người nghe vậy, tâm thần cũng nháy mắt chìm vào quân công bảng. Quả nhiên, hàng thứ ba Tiêu Phàm danh tự phía sau, nguyên bản viết 98 con số, lại biến thành 99. Này nói rõ cái gì, đám người như thế nào không rõ ràng. Hoang Vô Lân trên mặt tiếu dung két két mà dừng, chỉ cảm giác khuôn mặt nóng bỏng đau, tựa như lại bị người hung hăng quạt một bàn tay một dạng. Một tát này có đau hay không? Thí thần cười tủm tỉm nhìn xem Hoang Vô Lân nói. Hoang Vô Lân thần sắc băng lãnh, lại không có để ý tới thí thần. Hắn ở trước mặt thí thần căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, ngoài miệng cũng căn bản lấy không đến chỗ tốt. Đi qua lại như thế nào? Một khi bách sát chiến trường kết thúc, đoán chừng rất nhiều người sẽ đòi mạng ngươi a. Hoang Vô Lân trong lòng khẽ cười một tiếng. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm cho dù xông qua 100 tầng, chiếm được bách sát bảng hạng nhất lại như thế nào, cũng tương tự chỉ là một cái người sắp chết mà thôi. Sư Tôn nói năm đó hắn cũng xông qua 99 tầng, mặc dù đã tới 100 tầng, nhưng cuối cùng lại thất bại, trước khi đi để cho ta không nên tùy tiện tiến vào 100 tầng, ta cũng phải nhìn xem, 100 tầng bên trong đến cùng có cái gì đáng sợ đồ vật. Tà Vũ tự lẩm bẩm,
con ngươi nhìn chăm chú sơn cốc bên trong, đáy mắt đều là vẻ kiên định. Hít sâu một cái, Tà Vũ đột nhiên dưới chân lóe lên, cực tốc hướng về sơn cốc bên trong phóng đi, chốc lát liền không thấy thân ảnh. Tà Vũ hắn tiến vào, Hoàng Vô Lân hơi hơi kinh ngạc nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn Hoàng Vô Lân mới là bách sát bảng hạng nhất A, nhưng bây giờ, lại có hai người đi ở hắn phía trước, này khiến trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Vô Lân cũng nhanh chóng hướng về sơn cốc bên trong phóng đi. Muốn chạy, thí thần nhe răng cười một tiếng, không chút do dự đi theo. Đi, Chiến Hoàng Thiên, Dịch Chiến Vân, Vũ Vạn Kiếm, Thiên Linh Vận cũng nhao nhao đạp không mà lên, một người sấm quan hy vọng nhỏ bé, năm sáu người liên thủ, xác suất thành công có thể liền muốn lớn rất nhiều. 99 tầng. Tiêu Phàm tránh thoát vậy cường đại một trảo công kích, nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, trợn to hai mắt nhìn xem cách đó không xa thạch đầu một đạo nhỏ bé thân ảnh. Ngay sau đó, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, chấn kinh biến sắc thành vẻ quái dị. Ở hắn trong con ngươi, một đầu lớn cỡ bàn tay ếch xanh đứng thẳng người lên, quỷ dị nhất là, này ếch xanh dĩ nhiên ăn mặc một đầu vi hình quần cộc hoa. Hơn nữa, này ếch xanh cũng không phải thanh sắc, mà là hoàng kim, cả người giống như hoàng kim đúc thành, trợn to con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gặp qua đông đảo hiếm là cổ quái đồ vật, nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy một đầu hoàng kim con ếch ăn mặc quần cộc hoa, hơn nữa còn cùng người một dạng cách ăn mặc. Nguyên bản hắn coi là thánh thổ thần hoa lại là một đầu mấy chục trượng, thậm chí trên trăm trượng lớn nhỏ thần thú, có thể chỗ nào biết rõ, thánh thổ thần hoa dĩ nhiên chỉ có lớn chừng bàn tay. Liền này lớn chừng bàn tay ếch xanh, có thể đánh bại thần vương cảnh đỉnh phong Bích Ma Long Thiền sao? Tiêu Phàm mười phần hoài nghi, tiểu tử, người bị bản thần con ếch tạo hình cho sợ ngây người sao? Hoàng kim con ếch miệng phun tiếng người. Nó từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Nhe răng cười một tiếng, một cái chân khoác lên một đầu khác trên đùi, thân thể uể oải nằm ở trên thạch đầu. Tiêu Phàm mặt sạm lại, ta quả thật bị ngươi tạo hình sợ ngây người, thật sự là ngươi nha này tạo hình quá quái dị. Xấu xí, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới biệt xuất một chữ. Tiểu tử, cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Hoàng kim con ếch tức khắc bạo khởi, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một chảo chống nạnh, một chảo chỉ Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm căn bản không có e ngại ý tứ, trầm ngâm chốc lát, nói thật xấu xí. Thật xấu xí, hoàng kim con ếch nghe được hai chữ này, toàn thân chán phóng kim sắc quang vựng, tựa như nổi điên đồng dạng, kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lạnh giọng nói tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Lời còn chưa dứt, từng đạo kim sắc năng lượng ba động đột nhiên từ hoàng kim con ếch trên người dập dờn mà ra, nháy mắt bao phủ chu vi mấy chục dặm phạm vi. Trong phút chốc, Tiêu Phàm liền cảm giác lâm vào vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế, hai chân thật sâu lâm vào bùn đất. Đại địa pháp tắc, Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, này hoàng kim con ếch nhìn qua nhỏ yếu, nhưng thực lực lại là đăng phong tạo cực, nhất là nó đối đại địa pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Bất quá, hắn cũng không phải mặc người chém giết tính cách, thời không pháp tắc ba động từ trên người hắn quét sạch mà ra, sao, bốn phía không gian nhao nhao vỡ nát. Hắn cái kia cường hãn vô cùng nhục thân đột nhiên nhún người nhảy lên, một kiếm hướng về hoàng kim con ếch đâm tới, kinh khủng sát phạt chi khí từ trên người hắn bộc phát mà ra, đi qua, hư không toàn bộ đều sụp ra. Tiêu Phàm thời không pháp tắc mặc dù chỉ lĩnh ngộ đệ nhị trọng ảo diệu, nhưng đây chính là dung hợp pháp tắc, xa so với mặt khác pháp tắc đệ tam trọng còn mạnh hơn. Huống chi, hắn sát lục pháp tắc cũng đã đột phá đến đệ tam trọng, cho dù không phải đại địa pháp tắc đối thủ. Nhưng trong thời gian ngắn hành động tự do vẫn là có thể làm được. Bất quá, Tiêu Phàm như trước vẫn là khinh thường hoàng kim con ếch thực lực, ở hắn tới gần hoàng kim con ếch 10 trượng cự ly thời điểm, Tu La kiếm tựa như chạm đến cái gì đồng dạng, hắn tốc độ nháy mắt bị ngăn trở. Tiêu Phàm không chút do dự vận chuyển nghịch loạn chi đồng, một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trong mắt thế giới phát sinh biến hóa. Ở hắn trong tầm mắt, lấp kín hoàng kim sắc màn sáng lập lòe. Lít nha lít nhít pháp tắc thần liên xen lẫn. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, này pháp tắc thần liên màn sáng, dĩ nhiên không có chút nào sơ hở, cho dù nắm giữ nghịch loạn chi đồng, hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc xuyên thấu đi qua. Cho dù hắn toàn lực thôi động nhục thân lực lượng,
dĩ nhiên rốt cuộc khó có thể tiến lên mảy may. Tiểu tử, người còn non lắm. Hoàng kim con ếch cười lạnh, nó đột nhiên nâng lên kia không có ý nghĩa chân trước, nhẹ nhàng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Kia nhìn như không đáng chú ý động tác, lại làm cho Tiêu Phàm có chút kinh hồn táng đảm, hắn vội vàng thi triển phong chi pháp tắc, cực tốc hướng về hậu phương thối lui. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, mặt đất kịch liệt run một cái, vô số bụi bặm lan tràn mà ra. Một lát sau, bụi bặm tan biến, hắn vừa mới vị trí địa phương, lại là xuất hiện một cái 10 trượng lớn nhỏ hố sâu, lít nha lít nhít liệt phùng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm nuốt nuốt nước bọt, mí mắt một trận cuồng loạn. Hắn âm thầm may mắn bản thân chạy nhanh, nếu không mà nói, vừa mới một kích kia, coi như giết không chết bản thân, cũng tuyệt đối sẽ đập gần chết. Đồng thời, Tiêu Phàm trong lòng cũng nổi giận, này hoàng kim con ếch lại là thật muốn giết bản thân. Đáng tiếc, hắn cùng với hoàng kim con ếch tầm đó thực lực chênh lệch quá lớn, dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc là hoàng kim con ếch đối thủ. Khó trách Bích Ma Long Thiền nói liền thánh thổ thần hoa phòng ngự đều không phá được, muốn đến không phải đang nói đùa. Nếu là chính hắn đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, có lẽ còn có thể cùng hoàng kim con ếch một trận chiến, nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tiểu tử, tốc độ cũng không sai, đáng tiếc, vẫn là quá chậm một điểm. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm ở Tiêu Phàm sau lưng vang lên. Tiêu Phàm ngạc nhiên một tiếng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên một trưởng hướng về sau lưng đánh tới. Nhưng mà, Tiêu Phàm trong con ngươi, vẻn vẹn nhìn thấy một đạo hoàng kim sắc móng vuốt, không chờ hắn trốn tránh, hoàng kim móng vuốt bỗng nhiên đánh vào hắn lồng ngực. Phốc một tiếng, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là giống như đạn pháo một dạng hướng về nơi xa bay ngược mà đi. Hắn thể nội ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, thiếu chút nữa thì bị hoàng kim con ếch toàn bộ chấn vỡ. Phải biết, hắn bây giờ nhục thân, cho dù không phải đại đế phía dưới vô địch, vậy cũng không sai biệt lắm a, có thể dĩ nhiên khiêng không được hoàng kim con ếch một chảo. Tiêu Phàm trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất, đại địa vỡ nát, bị Tiêu Phàm thân thể lôi ra một đầu to lớn khe rãnh, hắn trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Hảo cường, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, lại liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch lên. Xứng đáng là thần thú bảng xếp hạng 99 thần thú, hắn lực lượng cùng phòng ngự, đều đạt đến một cái đáng sợ tầng thứ. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác, này thánh thổ thần hoa, cũng không phải thần vương cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu không mà nói, hắn nếu là toàn lực ứng phó, cũng hẳn là có thể ngăn cản một hai, tuyệt không có khả năng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, dùng tu la kiếm chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn chăm chú nơi xa hoàng kim con ếch nói, ngươi không có bị áp chế tu vi. Ngươi cứ nói đi, hoàng kim con ếch đứng thẳng người lên, nghiêng dựa vào một khỏa tiểu thạch đầu, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ 10 phần thiếu ăn đòn bộ dáng. Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi co rụt lại, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Này thánh thổ thần hoa dĩ nhiên thật không có bị áp chế tu vi, nói như thế, nó chẳng phải là đại đế cảnh giới. Bản thân một cái nho nhỏ thần vương cảnh trung kỳ, cùng một đầu đại đế cảnh thần thú cứng rắn. Mới vừa cái dám a, đây quả thực liền là tự tìm cái chết, đừng nói hắn chỉ là thần vương cảnh trung kỳ, coi như hắn là thần vương cảnh đỉnh phong, vậy cũng chưa chắc là đại đế cảnh đối thủ a. Một đầu đại đế cảnh thần thú trấn thủ 99 quan, ai có thể vượt qua đây? Trong lòng của hắn đột nhiên có chút thay Bích Ma Long Thiền cảm thấy bi ai. Khó trách nó một lần đều không thắng được thánh thổ thần hoa. Người nhà bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể thắng thân làm đại đế cảnh thánh thổ thần hoa đây? Hắn cũng rốt cục minh bạch, này thánh thổ thần hoa mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình, nếu không mà nói, cho dù hắn thi triển tu la ma ảnh cùng thời không thiên châu lực lượng, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Tiểu tử, Oa gia lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, Oa gia đến cùng có đẹp trai hay không? Lúc này, thánh thổ thần hoa thanh âm tiếp tục vang lên. Soái, soái em gái ngươi a, ngươi cái này bộ dáng, hoàn toàn xấu xí không thể lại xấu, cùng soái chứ căn bản không đáp bên a. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà đến, ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Đừng tưởng rằng ngươi tu la tử,
Oa gia liền không dám làm ngươi, ngươi đến cùng nói hay không? Thánh thổ thần Oa tức giận nói. Tiêu Phàm nội tâm 10 phần im lặng, hắn thật sự là không nói ra được miệng a, nếu như thực lực không phải chênh lệch cách xa, hắn tuyệt đối một bàn tay rút đi lên. Nhìn thánh thổ thần Oa bộ dáng, bản thân nếu là không thừa nhận nó soái, thật đúng là khả năng diệt bản thân. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, mới vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, nơi xa một đạo tiếng cười to âm vang lên, ha ha, 99 tầng, ta tiến vào. Theo thanh âm nhìn lại, mấy đạo thân ảnh nháy mắt lạc ấn ở trong mắt Tiêu Phàm, lại là Thí Thần, Hoàng Vô Lân, Tà Vũ, Chiến Hoàng Thiên bọn họ. Mấy người thừa dịp thánh thổ thần Oa cùng hắn chiến đấu, dĩ nhiên xông vào 99 tầng. Lại tới mấy cái nhân sủng, thánh thổ thần Oa đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cuồng bạo năng lượng ba động đột nhiên bao phủ mà ra, Hoàng Vô Lân đám người nháy mắt bị bao phủ ở bên trong. Đồng thời, thánh thổ thần Oa cực kỳ tự luyến nói, các ngươi nói, Oa gia có đẹp trai hay không? Hoàng Vô Lân, Tà Vũ đám người toàn bộ đều ngừng thân hình, Hoàng Vô Lân trên mặt tiếu dung két két mà dừng, sắc mặt ửng hồng, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Thánh thổ thần Oa phát ra cỗ kia bàng bạc uy áp, để bọn hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Làm nghe được thánh thổ thần Oa thanh âm sau, mấy người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm vị trí phương hướng nhìn lại, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, mấy người còn tưởng rằng là Tiêu Phàm đang mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích, tựa như pho tượng đồng dạng, chỉ có con ngươi lờ mờ có thể chuyển động. Kiếm Hồng Trần, ngươi đừng giả thần giả quỷ. Hoàng Vô Lân cười lạnh một tiếng, trên người cổ động lấy cường đại khí thế, muốn tránh thoát cỗ kia lực lượng trói buộc. Nhưng mà, Hoàng Vô Lân rất nhanh liền phát hiện bản thân ý nghĩ cỡ nào buồn cười, dù là hắn toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cỗ kia lực lượng. Không phải Kiếm Hồng Trần. Đột nhiên, Dịch Chiến Vân hít sâu một cái, nhìn chăm chú tứ phương nói. Tà Vũ, Chiến Hoàng Thiên. Thiên Linh Vận cùng Vũ Vạn Kiếm cũng đồng dạng đề phòng nhìn xem tứ phương, như lâm đại địch một dạng. Mấy người đều là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, có thể ở cỗ kia lực lượng chứa. Tiêu Phàm nhìn thấy thánh thổ thần Oa đuổi theo, trong lòng cũng là siết chặt, cơ hồ là dùng hết toàn lực chạy trốn. Vừa mới dựa vào thời không thiên châu lực lượng trốn ra thánh thổ thần Oa khống chế, chỉ là may mắn mà thôi, lần tiếp theo, có thể liền không có như thế may mắn. Tiểu tử, Oa gia nhìn ngươi chạy chỗ nào? Thánh thổ thần Oa phẫn nộ thanh âm từ hậu phương truyền đến, hắn tốc độ không biết so Tiêu Phàm nhanh gấp bao nhiêu lần. Buồn bực nhất phải kể tới Hoàng Vô Lân, hắn thân thể hoàn toàn không nhận hắn khống chế, bị thánh thổ thần Oa một cước đạp bay, liền một mực duy trì cái kia động tác. Thánh thổ thần Oa đứng ở hắn trên lưng, thỉnh thoảng đập mạnh một chân, nhưng hắn thỉnh thoảng phun ra một ngụm lão huyết. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục như vậy, căn bản không cần bao lâu, cũng sẽ bị thánh thổ thần Oa bắt được. Một khi rơi vào thánh thổ thần Oa trong tay, hắn hạ chàng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Trốn, bằng vào chính hắn là khẳng định trốn không thoát, bây giờ duy nhất hy vọng, là tìm tới thông hướng 100 tầng nhập khẩu, chỉ cần tiến vào 100 tầng, thánh thổ thần Oa khẳng định đuổi đến không kịp. Nhưng hắn liền 100 tầng nhập khẩu ở đâu đều không biết, chờ hắn tìm được. Đoán chừng đã sớm chết đến không thể lại chết. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào nơi xa mấy đạo thân ảnh, đó là mấy đầu dị ma, mỗi một đầu trên người phát ra khí tức dĩ nhiên đều là thần vương cảnh đỉnh phong. Dị ma, Tiêu Phàm thần sắc hơi động, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, âm thầm trầm ngâm nói, xem ra là trời không vong ta. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trên người bỗng tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, quanh thân hắc khí quay cuồng. Ở sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một đầu mấy chục trên trăm trượng lớn nhỏ tu la ma ảnh. Tu la tộc, nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng ma ảnh, Hoàng Vô Lân con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là kinh hãi. Ngược lại không vẻn vẹn chính là Tiêu Phàm là tu la tộc một thân phận này mà kinh ngạc, mà là Tiêu Phàm sau lưng tu la ma ảnh, thực sự khí thế quá bàng bạc mênh mông. Tu la tộc lại như thế nào, năm đó tu la tộc tộc trưởng Oa gia đều dám giết. Huống chi hắn. Thánh thổ thần Oa khinh thường nói. Liền ngươi này xử bát quái, người quái dị còn dám giết tu la tộc tộc trưởng. Ngươi nếu là dám giết, cũng sẽ không trấn áp ở nơi này sát lục huyết tháp. Tiêu Phàm khinh thường thanh âm truyền đến.
hống hống đột nhiên, từng tiếng gầm thét từ chân trời truyền đến, chỉ thấy vô số dị ma tựa như phát cuồng đồng dạng, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí lao đến. Kiếm Hồng Trần, người dám dẫn tới dị ma, người muốn chết sao? Nhìn thấy lít nha lít nhít dị ma đánh tới, Hoàng Vô Lân toàn thân phát lạnh, dốc hết toàn lực gào thét. Nhất là những cái kia dị ma trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên đều là thần vương cảnh đỉnh phong, thật sự là quá kinh khủng. Hắn Hoàng Vô Lân tự xưng thiên tài, thế nhưng không cho rằng mình là nhiều như vậy dị ma đối thủ. Hắn trong đầu cái thứ nhất ý niệm liền là trốn, có thể thánh thổ thần oa gắt gao dẫm ở hắn phía sau lưng, thân thể căn bản không bị hắn khống chế. Hoàng Vô Lân phiền muộn nghĩ thổ huyết, chiến hoàng thiên cùng tà vũ bọn họ đều trốn, chỉ có hắn một người bị thánh thổ thần oa bắt sống, hắn nội tâm gào thét, bản thân làm sao xui xẻo như vậy. Ngăn lại cho ta kia sử bát quái, người quái dị. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Hoàng Vô Lân khịt mũi coi thường, cười lạnh không thôi, những cái kia dị ma có thể đều là lạnh lùng vô tình quái vật, lại làm sao có thể nghe ngươi lời đây. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng liền là thánh thổ thần oa có thể giết chết Tiêu Phàm, dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của hắn lửa giận. Nhưng mà, này chú định nhường Hoàng Vô Lân thất vọng rồi. Khi hắn nhìn thấy nơi xa một màn lúc, Hoàng Vô Lân tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, biến vô cùng cứng ngắc. Chỉ thấy Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả từ một đám dị ma tầm đó vọt tới, những cái kia dị ma căn bản là không có đối Tiêu Phàm động thủ. Hơn nữa không chỉ như vậy, ở Tiêu Phàm xuyên qua sau đó, những cái kia dị ma thậm chí ngay cả thành một phiến, hình thành một bức tường, ngăn cản bọn họ đường đi. Làm sao có thể, Hoàng Vô Lân trợn tròn mắt. Những cái kia thế nhưng là dị ma a, làm sao sẽ nghe theo Tiêu Phàm lời nói đây? Đừng nói hắn không tin, liền là thánh thổ thần oa cũng có chút không tin, nó cùng những cái này dị ma liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, dị ma có thể đều là chỉ biết là vô tình giết chóc quái vật a. Bọn chúng lại làm sao sẽ nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh đây? Tiểu tử kia trên người có cổ quái, thánh thổ thần oa trước tiên nghĩ đến, hắn thế nhưng là gặp qua đời trước Tu La tộc tộc trưởng. Có thể cũng không được chứng kiến đời trước Tu La tộc tộc trưởng có thể hiệu lệnh dị ma. Kể từ đó, duy nhất giải thích liền là Tiêu Phàm có điều khiển dị ma năng lực. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, kia phô thiên cái địa dị ma cũng đã như là cuồng phong như mưa to giết tới. Hoàng Kim lĩnh vực, thánh thổ thần oa ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt quát. Trong khoảnh khắc, một cỗ bàng bạc khí tức theo nó trên người quét sạch mà ra, sao, những cái kia giết đi lên dị ma tốc độ bỗng chậm lại, thật giống như bị cái gì lực lượng chấn áp một dạng. Một khắc sau, ở Hoàng Vô Lân kinh hãi mục quang bên trong, đầu kia đầu dị ma, bỗng nổ tung đến, hóa thành đầy trời bột mịn phiêu tán ở hư không. Đây là trọng lực hình thành lĩnh vực, Hoàng Vô Lân trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Những cái kia có thể đều là thần vương cảnh đỉnh phong dị ma a, lại bị thánh thổ thần oa một kích liền ép thành bột mịn, cái này cỡ nào mạnh mẽ lớn trọng lực mới có thể làm được. Hống hống đầy trời dị ma bị đánh giết, nhưng mà, rất nhanh lại có vô số dị ma giết tới, nơi này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu dị ma. Cho oa ra cút ngay, thánh thổ thần oa phẫn nộ gầm to, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm đào tẩu, này khiến nó như thế nào bình tĩnh. Tiền bối, ngươi không phải đại đế a, hoàn toàn có thể miểu sát những cái này dị ma, giết chết tiểu tử kia. Hoàng Vô Lân cười nịnh nói. Hừ, thánh thổ thần oa hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ buồn bực nói, oa ra nếu là có thể thi triển chân chính đại đế lực lượng, lại có thể nhường hắn đào tẩu. Đều do kia lão bất tử, phòng ấn oa ra thực lực, chỉ có đại đế nhục thân cùng đế uy. Kỳ thật, thánh thổ thần oa nội tâm cũng là cực kỳ phiền muộn. Bởi vì hắn căn bản là thi triển không ra đại đế thực lực, trước đó trấn trụ Tiêu Phàm bọn họ, cũng là bởi vì hắn pháp tắc lĩnh vực đạt đến viên mãn mà thôi. Nếu như hắn nắm giữ chân chính đại đế thực lực, cho dù Tiêu Phàm nắm giữ thời không thiên châu, cũng căn bản không có sử dụng cơ hội. Tiểu tử, đừng để oa ra lại nhìn đến ngươi. Cuối cùng, thánh thổ thần oa từ bỏ, có nhiều như vậy dị ma ngăn lại nó căn bản không có khả năng đuổi theo Tiêu Phàm. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đã chạy trốn tới hơn vạn dặm bên ngoài, hắn cố ý ẩn tàng tự thân khí tức, biến đổi mấy cái phương hướng, thẳng đến xác nhận thánh thổ thần oa không đuổi kịp đến, hắn mới thở dài một hơi.
chờ ta đột phá đại đế, nhất định muốn đem kia chết ếch xanh cho trưng. Tiêu Phàm mắng thầm, hít sâu một cái, hắn linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, liếc nhìn lấy bốn phía, không ngừng tìm kiếm thông hướng 100 tầng nhập khẩu. Tà Vũ cùng Vũ Vạn Kiếm bọn hắn cũng đều tiến nhập 99 tầng, nếu để cho bọn họ trước tiến vào 100 tầng, thành công xông qua mà nói, hắn kế hoạch khả năng liền rơi vào khoảng không. Nhưng mà, tìm một canh giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ không phát hiện thông hướng 100 tầng nhập khẩu, phiền muộn đến cực điểm, trong lòng thầm nói, 100 tầng nhập khẩu, đến cùng ở đâu? Thời gian trở lại mấy canh giờ phía trước. Bách Sát Tháp, 94 tầng nhập khẩu vị trí, tụ tập vô số bóng người, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tầng tiếp theo nhập khẩu vị trí. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh chính đang toàn lực sấm quan, tiến vào Bách Sát Tháp 95 tầng. Đáng tiếc, một tầng này nhập khẩu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi qua, ngăn ở bọn hắn trước người là một phiến đao cương lĩnh vực, lít nha lít nhít đao mang lôi xé hư không. Cho dù là bình thường thần vương cảnh đỉnh phong, cũng khả năng vẫn lạc trong đó. Bất quá, có thể đến người ở đây, đều là cùng tuổi một đời thiên tài nhân vật, thực lực tự nhiên xa không phải đồng giai người bình thường có thể so sánh. Có người ở thần vương cảnh trung kỳ, thì có cùng phổ thông thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực. Phốc phốc, mấy đạo mang huyết thân ảnh từ đao mang bên trong bay ngược mà ra, trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất, lại cũng không có thể đứng dậy. Lại thất bại, ai, cửa này thật đúng là không phải bình thường gian nan. Liệt Thiên Thần nghĩ pháp tắc lĩnh vực quá mạnh. Đúng vậy a, viên mãn pháp tắc lĩnh vực, đừng nói chúng ta những cái này thần vương cảnh phía dưới người, liền là thần vương cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn có thể vượt qua. Thật không biết Hoàng Vô Lân bọn họ những cái kia biến thái là như thế nào xông đến 98 tầng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm a. Đám người một trận tiếng oán than dậy đất, bọn họ thực lực mặc dù không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Nhưng cùng Tiêu Phàm những cái kia biến thái so sánh, chênh lệch vẫn như cũ không phải bình thường lớn. Giờ phút này, một tòa sơn lâm, đứng đấy hai đạo thân ảnh, một mặt cười khổ nhìn phía xa. La Vô Đạo, nhìn đến chúng ta vẫn là xem thường kiếm hồng trần, tiểu tử này xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh a. Trong đó một cái bó chặt hắc bào nhân mở miệng, thanh âm có chút âm lãnh. Nếu như Tiêu Phàm tại đây, khẳng định có thể nhận ra hai người. Hai người chính là La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử, theo thứ tự là Cửu Huyền Đế Vực cùng Thái Minh Đế Vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. La Vô Đạo thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm lúc này mới nói, Ân Minh Tử, nếu như chúng ta không cách nào xâm nhập Bách Sát bảng top 10, người sẽ như thế nào? Top 10, Ân Minh Tử thật sâu hút một hơi, tựa như vấn đề này hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bách Sát bảng top 10 đại biểu cái gì Ân Minh Tử rất rõ ràng. Đây chính là tiến vào đế cung cơ hội a, mà tiến vào Bách Sát Các sau đó muốn tiến vào đế cung, thế nhưng là cần trải qua Bách Sát cuộc chiến. Bách Sát cuộc chiến, bất luận kẻ nào đều không có tuyệt đối nắm chắc, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không phải là quá. Thật lâu, Ân Minh Tử nói ra, hiện tại còn có cơ hội, không phải sao? Có lẽ vậy, La Vô Đạo lắc lắc đầu, nói, bất quá này cơ hội quá xa vời, chúng ta mặc dù xông vào 94 tầng. Nhưng ở trên Bách Sát bảng vẻn vẹn bài danh hơn 40 tên. Nếu quả thật không cách nào tiến vào Bách Sát bảng top 10, lão tử liền tiến vào Bách Sát Các, tham gia kia cầu thí Bách Sát cuộc chiến. Ân Minh Tử hừ lạnh một tiếng, tựa như ở cho mình động viên. Lúc này, La Vô Đạo đột nhiên nở nụ cười, nói ta cũng đang có ý đó, huống chi, Bách Sát Các có thể chưa hẳn so đế cung kém. A đột nhiên, La Vô Đạo trên mặt tiếu dung khẽ biến. Bỗng nhiên chìm vào bên hông quân công bài, con người hơi hơi co rụt lại, hắn dĩ nhiên xông qua. Người nào, Ân Minh Tử nghi ngờ nói, chẳng qua là làm hắn tâm thần rơi vào quân công bài phía trên lúc, sắc mặt tụ biến, nổi giận mắng, kiếm hồng trần, cái này biến thái, quá đả kích người. Thời gian thật không nhiều, chúng ta cũng phải liều mạng mới được. La Vô Đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, trong con ngươi tinh quang lấp lóe. Mà lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Cái gì, kiếm hồng trần xâm nhập 99 tầng. Song song, Bách Sát Tháp cuối cùng còn có 3 năm thời gian cho chúng ta sấm quan, muốn đoạt được càng tốt thứ tự, ngoại trừ sấm quan giết càng cường đại dị ma bên ngoài, nhân tộc cũng sẽ bắt đầu lẫn nhau tàn sát. Nhanh tìm chỗ trốn lên, muốn thời tiết thay đổi.
Đám người kinh hãi không hiểu, có người xâm nhập 99 quan đại biểu cho cái gì, đại bộ phận người đều rõ ràng, đây chính là mang ý nghĩa bách sát chiến trường cũng đã bắt đầu đếm ngược. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều chỉ có 3 năm thời gian, 3 năm sau đó, bất luận kẻ nào đều không thể lưu lại ở trong bách sát chiến trường. Nơi xa chính đang sấm quan người đột nhiên giải tán lập tức, lúc này, người nào cũng không có quan tâm sấm quan, chỉ muốn như thế nào tìm an tĩnh địa phương tránh thoát một kiếp. Cuối cùng 3 năm thời gian, tất cả mọi người đều sẽ dốc hết toàn lực, tranh đoạt bách sát bảng trước 200 tên. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có gia nhập bách sát các hy vọng. Bách sát các đại biểu cái gì, người bình thường có lẽ không biết, nhưng thân làm các đại đế vực đỉnh tiêm thiên tài đám người lại như thế nào không rõ ràng đây. Bách sát các mặc dù không phải cái gì đại thế lực, cũng không có chiếm cứ nhân tộc địa bàn. Nhưng là, dù là các đại đế vực, ở trước mặt bách sát bảng cũng phải khách khách khí khí, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì làm trái sự tình. Khác không nói, có thể tiến vào bách sát các người, có thể đều là các đại đế vực tuyệt thế thiên tài, có thể vượt giai chiến đấu biến thái yêu nghiệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất, chỉ có gia nhập bách sát các, mới có cơ hội xâm nhập đế cung, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, nơi đó thế nhưng là nắm giữ đột phá đại đế cơ duyên, người nào không muốn đi đây. Các ngươi mau nhìn, bách sát bảng lại có biến động, Hoàng Vô Lân, Vũ Vạn Kiếm, Tà Vũ, Thiên Linh Vận, Chiến Hoàng Thiên, Dịch Chiến Vân, bọn họ đều xâm nhập 99 tầng. Đột nhiên có người kinh hô lên tiếng. Đám biến thái này, yêu nghiệt, ta đi, 7 người đồng thời xâm nhập 99 tầng, đây là chưa bao giờ qua sự tình a. Đánh vỡ lịch sử ghi chép, Hoàng Kim Thịnh Thế muốn tới phút cuối cùng sao? Những người khác toàn bộ đều thầm mắng không thôi, bọn họ thế mới biết, cùng những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật, chênh lệch không phải bình thường lớn. Nháy mắt này, Tiêu Phàm tên giả kiếm Hồng Trần cùng mặt khác 6 người danh tự, quanh quẩn ở bách sát tháp tất cả tu sĩ trong đầu. Lúc này, Tiêu Phàm lại không có tâm tư để ý tới bách sát bảng sự tình, hắn tại vì tìm kiếm 100 tầng nhập khẩu mà phiền não. Nơi này không có, nơi này cũng không phải. Tiêu Phàm tìm mấy canh giờ, lại là không thu hoạch được gì, bách sát tháp 100 tầng nhập khẩu, tựa như căn bản không tồn tại một dạng. Đến cùng ở đâu, Tiêu Phàm mặt âm trầm, hắn cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào 100 tầng. Thứ nhất là lo lắng thánh thổ thần oa đuổi theo đến. Thứ hai lại là lo lắng những người khác nhanh chân đến trước. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng đã có chút hoài nghi, này bách sát bảng 100 tầng nhập khẩu đến cùng có tồn tại hay không. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn chằm chằm không trung, nhập khẩu không ở mặt đất, có phải hay không ở phía trên đây. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên hướng về không trung lao đi. Mấy tức sau đó, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, bốn phía cảnh sắc bỗng phát sinh biến hóa, nguyên bản bình thản không có gì lạ thiên không, nháy mắt biến thành màu xám. Cũng liền ở Tiêu Phàm kinh nghi thời khắc, bốn phía màu xám thiên không lần nữa phát sinh biến hóa, trước mắt hư không, tựa như một chương họa quyển đồng dạng xé rách. Này, liền là tầng cuối cùng, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Tiêu Phàm hạ lạc thời khắc, một đạo hắc sắc thiểm điện vẽ qua chân trời. Từng đạo hắc sắc hư vô liệt phùng bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Xuyên thấu qua kia hư vô liệt phùng, Tiêu Phàm cảm nhận được vô tận hắc sắc ma khí đang lăn lộn, hơn nữa theo lấy thời gian đưa đẩy, liệt phùng càng ngày càng lớn, cuồn cuộn ma khí từ hư vô liệt phùng bành trướng tuôn ra. Tiêu Phàm con người khẽ run lên, kinh hãi nhìn xem kia hư vô liệt phùng, chỉ thấy vô số hắc ảnh lạc ấn ở hắn tầm mắt. Tiêu Phàm nhìn xem kia to lớn hắc sắc hư vô liệt phùng, cảm nhận được kia vô tận ma khí, da đầu hơi tê tê. Kia vô số hắc ảnh dương nanh múa vuốt hướng về hắn vồ giết mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời, hư vô liệt phùng lấy đáng sợ tốc độ nhanh chóng mở rộng, tựa như thiên không đang từ từ dung hóa, lộ ra lúc đầu mặt mũi. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, hắn cũng đã bắt không đến hư vô liệt phùng ranh giới, chu vi mấy ngàn hơn vạn dặm, hoàn toàn bị hư vô liệt phùng bao phủ. Đồng thời, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, hắn thể nội linh hồn bản thể dĩ nhiên chán phóng từng tia hắc sắc ma khí, hiện lên ở Tiêu Phàm bên ngoài thân. Giờ phút này, 99 tầng nhập khẩu vị trí, Thánh Thổ Thần Oa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư vô liệt phùng,
vô cùng khó chịu nói, lại bị hắn phát hiện, hừ. Dừng một chút, thánh thổ thần oa lại hừ lạnh một tiếng nói, lão già, một đời mới tu la tử xuất hiện, đoán chừng ngươi cũng chết đến không thể lại chết đi. Ta nếu là giết cái này một đời tu la tử, hủy ngươi tất cả kế hoạch, không biết ngươi sẽ có gì cảm tưởng đây. Bất quá ngươi cái này lão già một mực đều là tính toán không bỏ sót, dù là ngươi chết, oa gia muốn giết hắn đoán chừng cũng huyền, thôi, ta hứa hẹn cũng đã hoàn thành, nơi này ta cũng không có lưu lại cần thiết. Dứt lời, thánh thổ thần oa đột nhiên dùng sức giẫm mạnh, dưới chân đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, một đạo phiền muộn thanh âm vang lên, lại là Hoang Vô Lân ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn xem thánh thổ thần oa. Ngươi cái gì ngươi, thánh thổ thần oa một chút cũng không cho Hoang Vô Lân mặt mũi, có thể trở thành oa gia nhân sủng, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Dứt lời, thánh thổ thần oa đột nhiên giơ vuốt phung lên, hư không bỗng nhiên xé mở một đạo liệt phùng, một cỗ bàng bạc túc sát chi khí từ hư vô liệt phùng bên trong tốc thẳng vào mặt mà đến. Đây là, thái cổ thần giới, Hoang Vô Lân kinh hãi nhìn xem hư vô liệt phùng, một mặt không thể tin bộ dáng. Nơi này thế nhưng là bách sát tháp bên trong a, cho dù xé mở hư không, vậy cũng hẳn là bách sát chiến trường a. Nhưng thánh thổ thần oa, xé mở hư không lại trực tiếp thông hướng thái cổ thần giới, loại này thủ đoạn cũng quá kinh khủng. Đi vào, thánh thổ thần oa nhưng không có để ý tới Hoang Vô Lân, một cước đá vào Hoang Vô Lân phía sau, hai người đồng thời biến mất ở trong hư vô liệt phùng. Nháy mắt tầm đó, hư vô liệt phùng lần nữa khép lại. Bốn phía khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Nhưng mà, bách sát tháp 99 tầng lại không còn bình tĩnh, vô cùng vô tận hư vô liệt phùng hướng về bốn phía khuếch tán, không bao lâu, liền bao phủ toàn bộ thương khung. Đỉnh một ngọn núi, Tà Vũ nhìn xem chân trời, con người kịch liệt co rút lại, lẩm bẩm nói, đây chính là bách sát tháp 100 tầng sao. Sư Tôn nói qua, hắn lúc trước cũng chỉ là đi vào, cuối cùng không công mà lui. Thậm chí kém chút lưu ở bên trong. Tà Vũ khôi phục bình tĩnh, trong mắt lóe qua một vòng không phục ý. Ngừng một chút nói, sư tôn, đồ nhi nếu là có thể thông quan bách sát tháp, đây chẳng phải là nói rõ ta so sư tôn mạnh. Thoại âm rơi xuống, Tà Vũ trực tiếp đạp không mà lên, nháy mắt xông vào một đạo hư vô liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh khác cổ lâm, chiến hoàng thiên nhìn xem bóng đêm vô tận đè xuống, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hảo dày đặc ma khí cùng sát lục chi khí, cùng trong truyền thuyết bách sát tháp 100 tầng giống nhau như đúc. Ta cũng phải nhìn xem, này tồn tại vô số tuế nguyệt bách sát tháp, đến cùng có cái gì bí mật. Lời còn chưa dứt, chiến hoàng thiên cũng biến mất ở trong hư vô liệt phùng. Cùng lúc đó, dịch chiến vân, thiên linh vận, vũ vạn kiếm cùng thí thần cũng nhao nhao xông vào hư vô liệt phùng, cơ bản không có bất kỳ do dự nào. Bọn họ... Có người biết rõ bách sát tháp 100 tầng một chút bí mật, nếu là có thể xông qua 100 tầng, vô cùng có khả năng lấy được một chút không tưởng được thu hoạch. Xui xẻo nhất phải kể tới Hoang Vô Lân, hắn thế nhưng là bách sát bảng đệ nhất nhân, lại bị thánh thổ thần oa mang theo trước giờ bị loại. Lúc này, Tiêu Phàm đứng sừng sững ở đỉnh một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn xem đầy trời hư vô liệt phùng, nồng đậm hắc phát phiêu đãng ở hư không, bên ngoài thân hiện ra hắc sắc ma khí. Giống như một tôn cái thế thần ma, bá đạo vô cùng. Đồng thời, hắn thể nội vô tận chiến huyết cũng tự động vận chuyển, kém chút liền muốn sôi trào, thật giống như bị một loại quỷ dị lực lượng đang triệu hoán. Tu la tộc khí tức, Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm không trung, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Trước đó hắn còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ, hắn cũng đã hoàn toàn có thể khẳng định, này bách sát tháp chủ nhân thực sự là đời trước tu la tộc tộc trưởng. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể đủ thông qua 100 tầng khảo nghiệm, cũng thật khả năng lấy được bách sát tháp tán thành. Mặc dù này hư vô liệt phùng bên trong phát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, nhưng là, Tiêu Phàm vẫn là không có lui bước, hít sâu một cái xông vào hư vô liệt phùng. Cũng liền ở Tiêu Phàm biến mất một sát na kia, mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo hắc ảnh từ một tòa sơn lâm bên trong xông ra, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ly khai phương hướng. Kiếm Hồng Trần, rốt cục tìm tới ngươi. Hắc bào nhân băng lãnh phun ra một câu, lại âm thầm trầm ngâm nói, không nghĩ đến ngươi chính là tu la tộc. Năm đó nếu như không phải kia lão gia hỏa, sư tôn cũng sẽ không trục xuất ta. Như vậy cũng tốt, dù sao kia lão gia hỏa đã chết,
ta không cách nào báo thù, vậy liền giết hết Tu La tộc, để tiết ta trong lòng mối hận. Dám đoạt bản đế đồ vật, người nào đều phải chết. Theo lấy hắc bào nhân mở miệng, từng đạo xương lạnh từ trên người hắn bao phủ mà ra, chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp hơn mấy chục độ, mặt đất càng là kết thành hàn băng. Ngay sau đó, hắc bào nhân hướng về Tiêu Phàm ly khai phương hướng bay đi, một lát sau, liền tiến nhập cùng Tiêu Phàm giống nhau hư vô liệt phùng. Ở mấy người biến mất sau đó, chân trời hư vô liệt phùng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, tựa như bong bóng đồng dạng, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, biến thành một cái càng lớn bong bóng. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, vô số hư vô liệt phùng triệt để dung hợp thành một đạo hư vô liệt phùng. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ thấy hư vô liệt phùng chậm rãi chìm xuống, cùng 99 tầng không gian mặt đất không ngừng tới gần. Làm những cái kia sơn phong đụng vào hư vô liệt phùng thời khắc, dĩ nhiên quỷ dị biến mất, tựa như vốn chính là cùng hư vô liệt phùng là một thể. Bất quá, rộng lớn hư vô liệt phùng không có đình chỉ xu thế, tựa như không đem 99 tầng không gian thôn vệ liền thể không bỏ qua một dạng. Không, nói cho đúng, là muốn đem bách sát tháp mặt khác 99 phiến không gian toàn bộ đều thôn vệ. Nếu như cho người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng tiến nhập một phiến không biết không gian, gặp được kinh khủng phiền phức. Nơi này là chỗ nào? Một đạo không u thanh âm trở về ở hư không, thanh âm bên trong có một vòng ngưng trọng, cùng không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm này chủ nhân không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở đỉnh một ngọn núi, kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hắn vị trí địa phương, chính là một phiến huyết sắc thế giới. Tứ Chu Sơn loan chập trùng, xương máu tràn ngập, không khí bên trong lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Chân trời, một vòng huyết sắc nguyệt lượng treo cao, phát ra từng sợi huyết sắc quang huy, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành huyết sắc, quả thực là cực kỳ quỷ dị, lạnh lẽo. Sát lục huyết tháp, 100 tầng, Tiêu Phàm hít sâu một cái, rốt cục xác định chính hắn vị trí không gian. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là 100 tầng là một phiến hắc sắc ma khí không gian, có thể không nghĩ đến, lại là một chỗ huyết sắc thế giới. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ngoại trừ sát lục pháp tắc bên ngoài, mặt khác pháp tắc ở trong này hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không, nói cho đúng, nơi này ngoại trừ sát lục pháp tắc, căn bản liền không có mặt khác pháp tắc, tự nhiên cũng liền chỉ có thể thi triển sát lục pháp tắc. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, một chỗ không gian, dĩ nhiên có thể rút sạch mặt khác pháp tắc chi lực, này cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được. Hắn trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên lúc trước thông qua bách sát đế lệnh truyền tống đến cổ địa, chỗ kia cổ địa, có vẻ như cũng không có cái gì pháp tắc chi lực. Hắn thậm chí hoài nghi, hai chỗ này địa vực khả năng tồn tại một ít liên hệ. Nhìn thấy bốn phía huyết sắc vũ khí, Tiêu Phàm cau mày. Một loại cực kỳ tàn nhẫn cảm xúc tràn ngập hắn não hải, nhưng hắn con người đều chậm rãi biến thành huyết sắc. Này huyết sắc vũ khí, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng một người cảm xúc. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không cần bao lâu, hắn liền không cách nào khống chế bản thân, sẽ bị vô tận sát ý tràn ngập não hải, thậm chí khả năng mê thất bản thân. Mê thất bản thân, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Hắn còn nghĩ xông qua bách sát tháp 100 tầng, lấy được bách sát tháp tán thành đây. Nếu là mất phương hướng bản thân, hắn cuối cùng chỉ có thể biến thành một bộ cỗ máy giết chóc, thậm chí vĩnh viễn trầm luân nơi đây. Không biết như thế nào mới có thể xem như xông qua 100 tầng. Tiêu Phàm trong lòng tính toán, trầm ngâm nói, bất quá một phần vạn không cách nào sấm quan, nhất định phải mau chóng ly khai nơi đây mới được. Tiêu Phàm cũng không muốn bản thân mê thất ở trong bách sát tháp. Ngoại giới còn có quá nhiều sự tình chờ đợi hắn đi làm. Giống cũng liền ở giờ phút này, từng tiếng thét dài cùng gầm thét từ chân trời truyền đến, trong lúc hô hấp, một cỗ cường hoành bá tuyệt khí tức tập trung vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy vô số huyết sắc thân ảnh từ tứ phía bát phương gào thét mà tới, cuồn cuộn sát khí cuồng bạo đến cực điểm, liền hư không đều tiếp nhận không được. Dị ma, nhìn thấy những cái kia huyết sắc thân ảnh. Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới hai chữ. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bác bỏ, những cái này huyết sắc thân ảnh cùng ngoại giới dị ma khác biệt, mặc dù bọn chúng trên người mang theo vô cùng vô tận sát ý,
nhưng còn kẹp theo một loại ngập trời ma khí. Này ma khí, cùng Tiêu Phàm trước đó thôn phệ Thái Sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa có mấy phần cùng loại. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bốn phía huyết sắc thân ảnh, làm huyết sắc thân ảnh tới gần, Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy rõ kia huyết sắc thân ảnh là vật gì. Một sát na kia, Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt là thu rụt một cái, lập tức mãnh liệt run rẩy lên. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm kinh hô lên tiếng, hắn cũng đã quên đi chạy trốn. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ trốn, cũng chưa hẳn có thể trốn được, bốn phía huyết sắc thân ảnh thực sự nhiều lắm, đem hắn vây quanh chật như nêm cối. Tiêu Phàm kinh hãi nhất vẫn là cái kia chút huyết sắc thân ảnh ngoại hình, bởi vì những cái này huyết sắc thân ảnh, dĩ nhiên cùng hắn biến thành Tu La lúc bộ dáng cơ hồ không khác nhau. Tu La, này vô cùng vô tận huyết sắc thân ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là Tu La. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Dù là những cái này huyết sắc thân ảnh phát ra khí tức đại bộ phận đều chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ. Nhưng là, những cái này có thể đều là Tu La A, nhục thân có thể xưng vô địch đáng sợ tồn tại. Có thể biến thành Tu La Tiêu Phàm, rất rõ ràng Tu La đáng sợ, mà hiện tại, hắn muốn đối mặt, lại là vô cùng vô tận Tu La. Hơn nữa, đại bộ phận Tu La thực lực đều mạnh hơn hắn. Chuyện này làm sao đánh? Tiêu Phàm có loại thổ huyết xúc động. Đừng nói trong đó thần vương cảnh đỉnh phong Tu La, liền là những cái kia thần vương cảnh hậu kỳ Tu La, hắn cũng không phải đối thủ a. Hắn con người nhanh chóng chuyển động, nháy mắt khóa chặt trong đó một cái phương hướng, cái hướng kia Tu La tương đối ít. Giờ phút này Tiêu Phàm, cũng đã cơ hồ không có chiến đấu chi tâm, thật sự là những cái này Tu La nhiều lắm, hắn lấy lực lượng một người, còn đánh cái dám. Nhưng mà, muốn đào tẩu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn còn không có bước ra mấy bước, liền có mấy tôn Tu La giết tới, liên thủ công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm, một kiếm nổi giận chém mà ra, từng đạo tấm lụa ở hư không nở rộ, sát phạt pháp tắc mãnh liệt. Phong linh ai ca, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, ở chỗ này, hắn chỉ có thể sử dụng sát lục pháp tắc lực lượng, mặt khác pháp tắc căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Chỉ thấy một đạo năng lượng ba động từ Tiêu Phàm trên người dập dờn mà ra, mấy đầu cự ly Tiêu Phàm tương đối gần Tu La khẽ run lên, màu đỏ tươi hai mắt dĩ nhiên tựa như muốn khôi phục thanh minh. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, kia mấy đầu Tu La lấy lại tinh thần, phẫn nộ đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay trái một quyền nghênh đón, cùng mấy đầu Tu La quyền cương đụng vào nhau, thân thể bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, tứ phía bát phương Tu La cũng xông tới. Không muốn sống đồng dạng thẳng hướng Tiêu Phàm, một bộ không giết chết Tiêu Phàm thể không bỏ qua bộ dáng. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng khó coi, nhiều như vậy Tu La, hắn một người ở đâu là đối thủ. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm thân thể phồng lên lấy một cỗ cuồng bạo khí tức, vô cùng vô tận sát lục pháp tắc thần liên xuyên toa tứ phương, ở Tiêu Phàm quanh thân, bỗng xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ ma ảnh. Rộng lớn ma ảnh giống như tuyệt thế quân vương, quan sát thời gian. Bá đạo vô song. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể cũng phát sinh biến hóa, biến thành Tu La bộ dáng, ở chỗ này, Tiêu Phàm hoàn toàn không dám khinh thường. Đừng nói hắn hiện tại lực lượng giảm bớt đi nhiều, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản không có khả năng là nhiều như vậy Tu La đối thủ. Cảm nhận được Tiêu Phàm quanh thân kia rộng lớn Tu La ma ảnh, bốn phía Tu La bỗng dừng lại thân hình, vô cùng kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Đôi mắt bên trong huyết sắc cũng chậm chậm thối lui. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, kia huyết sắc lần nữa khôi phục, thậm chí cùng vừa rồi so sánh, càng thêm màu đỏ tươi, trong khoảnh khắc, tất cả Tu La lần nữa giết tới. Nhiều như vậy Tu La, đừng nói thông qua 100 tầng, liền là từ những cái này Tu La trong tay sống sót đều rất gian nan. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi vô cùng. Nhiều như vậy đường dài đều đi tới, chẳng lẽ bản thân hôm nay muốn cắm ở chỗ này? Mắt thấy lít nha lít nhít Tu La sắp đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu đột nhiên lóe qua một vòng tinh quang, vui vẻ nói, đúng rồi, ta một người tuyệt đối không phải những cái này Tu La đối thủ, nhưng bây giờ, ta cũng chưa hẳn là một người chiến đấu a. Tiêu Phàm nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, đối mặt nhiều như vậy huyết sắc Tu La, hắn cũng sẽ không e ngại, thậm chí còn lộ ra một vòng nồng đậm cười lạnh. Ra đi, Khô Lâu Vương! Làm huyết sắc Tu La sắp giết tới thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên phất tay một chiêu,
một cỗ cường hoành khí tức bao phủ mà ra. Ở Tiêu Phàm quanh thân, lăng không xuất hiện vô số khô lâu quái vật. Những cái này khô lâu quái vật, chính là Tiêu Phàm ở tiến vào thần ma kiếp phía trước, thu tập được khô lâu vương. Mấy ngàn khô lâu vương, trong đó càng là có 500.600 thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương, cỗ thế lực này, vô luận là ở đâu đều không cho phép khinh thường. Tiêu Phàm cũng là khác không có biện pháp, hắn một người tuyệt không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy huyết sắc tu la. Nhưng là, trên người hắn này mấy ngàn khô lâu vương có thể liền sẽ không e ngại huyết sắc tu la, vô luận thực lực hay là cảnh giới, khô lâu vương đều so huyết sắc tu la mạnh không phải một điểm nửa điểm. Ầm ầm, từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, những cái kia vừa mới tới gần Tiêu Phàm huyết sắc tu la, hoàn toàn bị tu la vương đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập ở trong dãy núi, bụi đất tung bay. Ở Tiêu Phàm quanh thân, cũng bao phủ một tầng tầng hắc sắc vũ khí. Đây là Tiêu Phàm thể nội ma khí tràn đầy một cỗ tàn nhẫn ý, vô cùng bá đạo. Những cái kia khô lâu vương cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tàn nhẫn ma khí lực lượng, không có một đầu dám tới gần Tiêu Phàm, toàn bộ đều kính nhi viễn chi. Ngược lại, khi chúng nó nhìn thấy bốn phía huyết sắc tu la lúc, toàn bộ đều biến điên cuồng lên, không muốn sống đồng dạng xông tới. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đại chiến bao phủ cả phiến thiên địa, nhưng mà quỷ dị là mảnh này không gian 10 phần vững chắc, liền phá toái ngân dấu vết đều không có. Nơi này thực sự là 100 tầng sao? Tiêu Phàm thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, trong lòng suy tư. Mấy ngàn khô lâu vương ngăn trở vô số huyết sắc tu la, trong lòng hắn đại thạch cũng rốt cục để xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới ly khai cái này một tầng phương pháp, nếu như nơi này thực sự là bách sát tháp 100 tầng mà nói, vậy cũng tất nhiên sẽ có một cái khảo nghiệm. Mà hắn muốn làm, liền là thông qua khảo nghiệm, lấy được bách sát tháp tán thành, sau đó giải trừ thượng cổ bạo hùng nhất tộc huyết mạch phong ấn. Nhưng mà, Tiêu Phàm quan sát thật lâu, cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt sự tình, ngoại trừ không trung kia huyết sắc nguyệt lượng. Cùng lúc đó, huyết sắc thế giới một chỗ khác không gian bên trong, một đạo hắc bào thân ảnh đang cùng vô số huyết sắc tu la chém giết, trên người hắc bào cũng đã phá toái không chịu nổi, quanh thân cũng xuất hiện vô số vết thương. Bó chặt hắc bào, lộ ra một trương trắng bạch khuôn mặt, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra, người này không phải kẻ khác, mà là Hướng Nam Phong. Đương nhiên, đây chỉ là Hướng Nam Phong dung mạo mà thôi, về phần chiếm cứ hắn nhục thân người là người nào, vậy liền không biết được. Hướng Nam Phong phẫn nộ đánh bay quanh thân mấy tôn huyết sắc tu la, lạnh giọng nói, làm sao sẽ, này phá địa phương, vậy mà sẽ có nhiều như vậy tu la. Hơn nữa, những cái này tu la khí tức, cùng bản đế năm đó gặp qua tu la dĩ nhiên có chút khác biệt. Giờ phút này, Hướng Nam Phong nội tâm phiền muộn muốn chết, hắn đuổi theo Tiêu Phàm bước chân, lúc đầu chỉ là đánh lén muốn giết chết Tiêu Phàm, đoạt lại hắn muốn đổ vật. Thậm chí, hắn cũng chưa bao giờ đem tu la tộc để ở trong mắt. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này huyết sắc thế giới sẽ như thế đáng sợ, cứ tiếp như thế, đoán chừng không được bao lâu. Hắn đều có thể sẽ chôn xương nơi đây. Không đúng, những cái này tu la thể nội huyết mạch chi lực, so với ta năm đó gặp qua tu la càng thêm bá đạo, hơn nữa tràn ngập vô tận mặt trái lực lượng, thậm chí còn có một loại ma tính. Hướng Nam Phong sắc mặt biến rồi lại biến. Giết, Hướng Nam Phong gầm thét, hắn con người cũng không biết lúc nào biến thành tinh hồng sắc, tràn đầy tàn nhẫn chi khí. Một kích oanh ra, mấy đầu huyết sắc tu la bị hắn chém giết. Đột nhiên, Hướng Nam Phong bỗng nhiên một cái cơ linh, trong mắt huyết sắc bỗng nhiên rút đi, kinh ngạc nói, vừa mới xảy ra chuyện gì, làm sao ta cảm giác mình suy nghĩ không nghe bản thân sai sự. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên có mấy đạo huyết sắc vũ khí xuất vào hắn thể nội, cho dù muốn tránh cũng không kịp. Trong khoảnh khắc, Hướng Nam Phong toàn thân lần nữa phát ra vô cùng bạo lệ khí tức, không muốn sống đồng dạng phóng tới những cái kia huyết sắc tu la. Ta đây là thế nào? Hướng Nam Phong bỗng nhiên lắc lư đầu, lần nữa khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy bốn phía huyết sắc tu la, kinh ngạc nói, vừa mới mấy đạo kia huyết quang, là tàn nhẫn mặt trái cảm xúc, ta bị lây bệnh. Nghĩ tới cái này, Hướng Nam Phong toàn thân hiện nổi da gà lên, trên mặt lộ ra kinh hãi. Mặt trái cảm xúc, vật này nhìn qua cũng không đáng sợ, có thể Hướng Nam Phong đã trải qua vừa mới sự tình, ở hắn nhìn đến. Này có thể so sánh thần vương cảnh cường giả tối đỉnh còn muốn đáng sợ.
nếu để cho âm nhẫn mịn tàn nhẫn cảm xúc xâm chiếm nguyên cái đầu não, bản thân lại cũng vô pháp tỉnh táo lại, đến lúc đó có thể liền biến thành cỗ máy giết chóc a. Nếu quả thật là dạng này, ở đây giới tiếp tục chờ đợi, ta nhất định sẽ mê thất bản thân. Hướng Nam Phong bỗng nhiên lắc lắc đầu, trong đầu tính toán rất nhanh lên. Hắn bây giờ muốn làm, chỉ có nhanh chóng ly khai nơi đây, lại không bất luận cái gì truy sát Tiêu Phàm ý tứ. Bất quá, nhưng hắn tuyệt vọng là, huyết sắc thế giới rộng lớn vô biên, căn bản tìm không đến cuối cùng. Đang tìm kiếm cửa ra quá trình bên trong, Hướng Nam Phong cũng đã vết thương chồng chất, thể nội thần lực cũng biến thiếu thốn lên. Hướng Nam Phong phiền muộn muốn chết, hắn thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi a, thần lực rộng lớn như biển, nhưng mà bây giờ lại tiêu hao không sai biệt lắm. Đoán chừng không cần bao lâu, hắn Hướng Nam Phong liền sẽ triệt để ngã xuống. Không có khả năng, bản đế lại có thể chết ở nơi đây. Cho dù là một sợi tàn niệm, cũng không được. Hướng Nam Phong nội tâm gào thét. Nếu như Tiêu Phàm nghe được lời này, tất nhiên sẽ đoán ra Hướng Nam Phong thân phận. À, sau nửa ngày, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hướng Nam Phong rốt cục ngăn cản không được, bị vài đầu huyết sắc tu la loạn đao chém chết, chết cực kỳ xấu xí. Mấy tức sau đó, một mảnh khác khu vực, Hướng Nam Phong lần nữa tỉnh lại. Hắn kinh hãi phát hiện, bản thân rốt cuộc lại xuất hiện ở một phiến mênh mông đại địa bên trên. Hướng Nam Phong cũng không lo được nơi này có cái gì đồ vật, hắn duy nhất muốn làm, liền là ly khai cái này địa phương quỷ quái. Đồng dạng sự tình, cũng phát sinh ở huyết sắc thế giới mặt khác mấy chỗ địa phương. Thí thần, chiến hoàng thiên, vũ vạn kiếm, thiên linh vận, dịch chiến vân đám người toàn bộ đều chẳng tốt đẹp gì, đám người trên người vết thương chồng chất. Cuối cùng không tiếp tục kiên trì được, chết thảm ở dưới huyết sắc tu la. Chỉ có Tả Vũ vẫn ở chỗ cũ đau khổ trèo trống, nhưng là duy trì không được bao lâu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát tiếu dung. Khó trách sư tôn nói, ta tốt nhất đừng tiến vào 100 tầng, nếu không tránh không được một phen đả kích, hiện tại xem ra là thật. Tả Vũ thở dài một tiếng. Nhiều như vậy huyết sắc tu la, đừng nói thần vương cảnh đỉnh phong. Liền xem như đại đế, đoán chừng cũng phải sợ hãi. Bất quá Tả Vũ rất nhanh lại khôi phục vẻ kiên định, nói ta không vượt qua nổi, ta không tin tưởng, một lần này tiến vào bách sát chiến trường người, còn có ai có thể xông qua cửa này. Thoại âm rơi xuống, mấy đầu huyết sắc tu la bỗng nhiên đem Tả Vũ xé thành mảnh vỡ, hư không cái gì đều không lưu lại, một phiến tĩnh mịch. Mà Tiêu Phàm lại là hồn nhiên không biết, toàn bộ huyết sắc thế giới. Bây giờ chỉ còn lại hắn một người ở kiên trì. Oanh, chân trời nổ vang liên tục, Tiêu Phàm tựa như một cái người đứng xem đồng dạng, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa Khô Lâu Vương cùng huyết sắc tu la chiến đấu. Ở hắn chung quanh, huyết sắc vũ khí càng ngày càng nồng nặc lên, không ngừng xuyên thấu Tiêu Phàm nhục thân. Tiêu Phàm con người cũng chậm chậm biến thành huyết hồng sắc, trên người cổ động lấy cường hoành sát ý, đáng sợ đến cực điểm. Mảnh thế giới này huyết sắc vũ khí hẳn là một loại oán niệm, có thể ảnh hưởng một người tư duy, hơn nữa còn là Khô Lâu Vương giết chết huyết sắc tu la sinh ra cường đại oán niệm. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn tự nhiên đã sớm phát hiện mảnh thế giới này quỷ dị, bất quá hắn căn bản không đem huyết sắc vũ khí đặt ở trong lòng. Hắn ý chí cực kỳ cường hoành, đồng dạng mặt trái cảm xúc có thể không ảnh hưởng được hắn tư duy, dù sao, hắn lĩnh ngộ pháp tắc liền là sát lục pháp tắc. Hơn nữa hắn vốn liền là tu la thần thể, không sợ nhất liền là các loại ảnh hưởng tư duy mặt trái cảm xúc. Nên, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bình an vô sự, chí ít, những cái này huyết sắc vũ khí tạm thời là không làm gì được hắn. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, Tà Vũ bọn họ cũng đã bị đào thải, có lẽ hắn liền sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Tà Vũ đám người bị đào thải, cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này huyết sắc tu la số lượng quá nhiều, đừng nói thần vương cảnh đỉnh phong, liền là đại đế cảnh, cũng chưa hẳn có thể đi ngang. Thứ hai, đám người giết chết huyết sắc tu la, đều sẽ sinh ra một đạo bá đạo oán niệm, có thể đánh thẳng vào tu sĩ đầu não, cho người mê thất bản thân. Mà Tiêu Phàm, sở dĩ có thể kiên trì nổi, không chỉ có là bởi vì hắn nắm giữ vô số Khô Lâu Vương tư duy không nhận kia huyết sắc vũ khí ảnh hưởng. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể không nhìn huyết sắc thế giới huyết sắc vũ khí, nếu là đổi lại những người khác, cho dù bất tử,
đoán chừng cũng sớm đã bị nơi này mặt trái cảm xúc trùng kích thành đồ đần. Dù sao, nơi này tất cả bị Khô Lâu Vương giết chết huyết sắc tu la, đều sẽ sinh ra một cỗ oán niệm. Những cái này oán niệm, lại toàn bộ đều ra chỉ ở Tiêu Phàm trên người, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, có lẽ lại không những người khác có thể tiếp nhận. Cho ta giết, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm nhẹ giọng quát. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mặc dù bản thân không biết như thế nào mới có thể vượt qua 100 tầng khảo nghiệm, nhưng nếu như đem những cái này huyết sắc tu la toàn bộ đều diệt sát, có lẽ có thể thông qua khảo nghiệm cũng nói không chừng. Theo lấy Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, Khô Lâu Vương nhóm càng thêm điên cuồng lên, cùng huyết sắc tu la chiến thiên hôn địa ám. Ở trong quá trình này, vô số huyết sắc tu la bị chém giết, dù sao thực lực chênh lệch tại đó, đồng dạng huyết sắc tu la đều không phải Khô Lâu Vương đối thủ. Đương nhiên, cũng có một chút sơ giai Khô Lâu Vương bị huyết sắc tu la diệt sát, hóa thành bột mịn tiêu tán ở thiên địa. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, tuy nói Khô Lâu Vương chỉnh thể thực lực so huyết sắc tu la mạnh, nhưng ngăn không được huyết sắc tu la số lượng A. Nửa chén trà nhỏ thời gian chém giết, huyết sắc tu la số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tại gia tăng. Tiêu Phàm trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không một tầng này tất cả huyết sắc tu la, đều hướng về bên này chạy đến. A, ta sát lục pháp tắc đệ tam trọng ảo diệu, dĩ nhiên viên mãn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân chẳng những không nhận kia huyết sắc phụ khí ảnh hưởng cùng cản trở, hắn lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tam trọng sát lục thiên âm, dĩ nhiên đi đến đỉnh phong. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân cũng đã chạm tới sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng kích động không hiểu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm lợi mang. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, tay cầm tu la kiếm xông vào chiến trường, bắt đầu đại sát tứ phương. Khô Lâu Vương thực lực cố nhiên không tồi, nhưng số lượng có hạn, cứ tiếp như thế, tuyệt đối sẽ bị huyết sắc tu la đổ sát hầu như không còn. Hắn không phải ngồi chờ chết người, hiện tại tạm thời chiếm cứ lấy thượng phong, tự nhiên phải thật tốt nắm chắc ưu thế. Một khi Khô Lâu Vương nhóm bị diệt sát hầu như không còn, lấy hắn lực lượng một người, tuyệt không có khả năng ở vô tận huyết sắc tu la trong tay sống sót. Tiêu Phàm thi triển cực tốc, đại sát tứ phương, nơi này cố nhiên không thể thi triển mặt khác pháp tắc chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thi triển sát lục pháp tắc. Huống chi, Tiêu Phàm cường đại nhất cũng là sát lục pháp tắc ảo diệu, cũng đã chạm tới đệ tứ trọng ngưỡng cửa. Giết, một tiếng quát to vang vọng hư không, tu la kiếm chán phóng yêu dị quang mang, đi qua, từng đầu huyết sắc tu la bị Tiêu Phàm chém giết. Lúc này xuống tới, Tiêu Phàm cũng đã không biết giết bao nhiêu huyết sắc tu la, trên người hắn trường bào đã bị máu tươi nhiễm thấu, cả người nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm rất ít như thế đại khai sát giới. Người bình thường ở trong giết chóc rất dễ dàng mê thất bản thân, nhưng Tiêu Phàm lại là càng giết, đầu càng rõ ràng. Năm đó hắn lấy được tu la truyền thừa thời khắc, thế nhưng là một hơi giết mấy vạn người mới thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa, hắn sư tôn bác lão cũng cho Tiêu Phàm mở ra một phiến thời không cổ địa, nhưng hắn ở bên trong mổ giết 3 năm, kia 3 năm giết chóc, kém chút nhường Tiêu Phàm mất phương hướng bản thân. Cùng so sánh, hiện tại những cái này huyết sắc tu la ngược lại không tính là gì. Theo lấy từng tôn huyết sắc tu la ngã xuống, Tiêu Phàm quanh thân huyết sắc phụ khí càng ngày càng nồng nặc lên, nhìn qua yêu dị vô cùng, giống như một tôn cái thế thần ma. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có quan tâm tự thân tất cả, hắn hiện tại chỉ muốn đem nơi này huyết sắc tu la đổ sát hầu như không còn. Mấy canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi, ngược lại càng giết càng hăng, mỗi một kiếm vung ra, đều chỉ ít có mười mấy đầu huyết sắc tu la chết bởi dưới kiếm. Mặc dù Tiêu Phàm cũng là tu la nhất tộc, nhưng không biết tại sao, đối mặt những cái này huyết sắc tu la, Tiêu Phàm cũng không có đối mặt đồng tộc cảm giác, ngược lại cảm thấy những cái này huyết sắc tu la cùng ngoại giới dị ma tương tự. Hắn trong đầu càng là toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, tu la cùng dị ma không phải là đồng loại A. Tiêu Phàm cũng bị bản thân ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn. Sẽ không, tu la tộc chính là thái cổ thần giới anh hùng, làm sao có thể là dị ma đây? Tiêu Phàm đầu giống như không sóng cổ đồng dạng lắc lư.
Nhưng mà theo lấy cùng những cái này huyết sắc tu la tiếp xúc, Tiêu Phàm ý nghĩ này càng ngày càng kiên cố, thật lâu vung không đi. Thật sự là tu la cùng dị ma nhục thân, trên bản chất cơ bản không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc dù từ trên mặt cảm tình, Tiêu Phàm không nguyện ý tiếp nhận cái này sự thật, nhưng là Tiêu Phàm lý trí nói cho hắn, tu la cùng dị ma, tuyệt đối có không thể chia cắt liên hệ. Nếu như tu la tộc thực sự là dị ma, thái cổ thần giai tuyệt đối sẽ không cho phép tu la tộc tồn tại, có lẽ trong đó còn có ta không biết rõ bí mật. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Cái này thế giới bí mật quá nhiều, lấy hắn thực lực, rất nhiều bí mật hắn liền biết rõ tư cách đều không có. Nhưng là, Tiêu Phàm tâm trí cũng đã kiên định, trầm giọng nói, vô luận tu la tộc có phải là hay không dị ma, ta Tiêu Phàm, cho tới bây giờ đều sẽ không biến. Phốc, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trường kiếm quét ngang mà ra, lại có mười mấy đầu tu la bị Tiêu Phàm chém giết. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Khô Lâu Vương chỉ còn lại 1000 không tới, mà huyết sắc tu la chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy tứ phương, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng lên. Đối mặt vô cùng vô tận huyết sắc tu la, Tiêu Phàm trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác bất lực, khó trách ba thần không coi trọng bản thân có thể thông qua 100 tầng khảo nghiệm. Lấy hắn hiện tại thực lực, có thể hay không ở huyết sắc tu la vây giết bên trong sống sót đều là một cái ẩn số. Bất quá, Tiêu Phàm cũng đã không hề từ bỏ, đối với Bách Sát Tháp hắn tình thế bắt buộc. Hắn rất rõ ràng. Bản thân nếu là không cách nào thông qua 100 tầng khảo nghiệm sẽ phát sinh cái gì? Tiến vào Bách Sát chiến trường đến nay, hắn đắc tội với người thực sự nhiều lắm, chỉ ít cũng có 10 cái đế vực cùng cổ vực người nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Một khi Bách Sát chiến trường kết thúc, Thiên Vũ vực tất sẽ thành chúng thị chi, khó thoát hủy diệt hạ tràng. Muốn để Thiên Vũ vực tiếp tục tồn tại, liền chỉ có lấy được Bách Sát tháp tán thành. Thế lực huyết mạch phong ấn. Giải khai huyết mạch phong ấn, thượng cổ bạo hùng nhất tộc các loại đại thế lực mới có thể ly khai giới này. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể giải trừ thần ma kiếp các đại chỉ có lấy được thượng cổ bạo hùng cùng những thế lực khác duy trì, Tiêu Phàm mới có cùng thái cổ thần giới các đại đế vực cùng cổ vực giao phong tư cách. Giết, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm con người càng ngày càng kiên định. Có lẽ hắn sẽ chết ở chỗ này, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Không phải liền là huyết sắc tu la sao? Số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ là một nhóm đại đế cảnh phía dưới tu sĩ mà thôi, chỉ cần không phải đại đế, hắn Tiêu Phàm liền không chỗ nào e ngại. Từng tôn huyết sắc tu la ngã xuống, Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, sát lục pháp tắc mãnh liệt, từng đầu thần liên quán xuyên hư không, xen lẫn thành một trương tấm lưới lớn. Sát lục thiên âm, hét dài một tiếng. Từng đạo vô hình năng lượng ba động từ Tiêu Phàm trên người dập dờn mà ra, chung quanh mấy chục dặm phạm vi huyết sắc tu la run lên bần bật. Ngay sau đó, huyết sắc tu la thể nội bỗng tóe bắn ra từng đạo kiếm khí, vô số huyết sắc tu la bị Tiêu Phàm chém giết. Bất quá ở trong quá trình này, Khô Lâu Vương số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, từ bắt đầu mấy ngàn, cũng đã giảm bớt đến 800. Lúc này mới mấy canh giờ mà thôi. Nếu như kiên trì một ngày thời gian, chẳng phải là toàn quân bị diệt. Trái lại huyết sắc tu la, số lượng lại không có giảm bớt mảy may, chu vi mấy trăm dặm phạm vi, tất cả đều là huyết sắc tu la thân ảnh. Giết không hết a, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng càng là thầm mắng không thôi. Nhiều như vậy huyết sắc tu la, nếu là toàn bộ chém giết, đơn giản cũng không phải là người làm việc. Thời gian chậm rãi sói mòn, ba canh giờ sau. 800 Khô Lâu Vương cũng đã chỉ còn lại mười mấy cái, hơn nữa toàn bộ đều người bị trọng thương, chiến lực không ngừng hạ thấp. 4 canh giờ, Khô Lâu Vương liền chỉ còn lại 10 cái, cự ly toàn bộ diệt tuyệt, chỉ có cách xa một bước. Không có chút nào nghi vấn, này 10 tôn Khô Lâu Vương, là vài ngàn Khô Lâu Vương bên trong cường đại nhất, nếu không mà nói, cũng không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi đến cực điểm, mấy ngàn Khô Lâu Vương. Thế nhưng là hắn chuẩn bị dùng để đối phó các đại đế vực át chủ bài A, nhưng mà, ở nơi này địa phương quỷ quái liền bị tiêu hao không còn. Nếu như không cách nào thông qua thứ 100 nhốt khảo nghiệm, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Mẹ, lão tử liều mạng, Tiêu Phàm trong mắt tóe bắn ra hai đạo nộ mang, ý niệm khẽ động, nháy mắt bao phủ còn lại 10 tôn Khô Lâu Vương.
Này 10 tôn khô lâu vương có thể đều là thần vương cảnh đỉnh phong, cự ly đại đế cảnh đoán chừng cũng không xa, nếu như để bọn hắn toàn bộ chết ở nơi này, Tiêu Phàm cũng có chút đau lòng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm trực tiếp đem 10 tôn khô lâu vương toàn bộ đều thu nhập nội thiên địa. Nhưng mà lúc này, trong đó một tôn khô lâu vương bị mười mấy đầu huyết sắc tu la khóa chặt, bạo loạn công kích nháy mắt bao phủ tôn kia khô lâu vương, ầm một tiếng, khô lâu vương trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm trong mắt kém chút liền muốn bắn ra hỏa đến, cuối cùng 10 tôn khô lâu vương, rốt cuộc lại chết một cái. Mấy ngàn khô lâu vương a, bây giờ dĩ nhiên chỉ còn lại 9 cái, Tiêu Phàm tâm đang nhỏ máu. Các ngươi đều phải chết, Tiêu Phàm nộ khiếu, thể nội vô tận chiến huyết bỗng sôi trào lên, quanh thân chán phóng một kim tối sầm hai loại đáng sợ quang mang. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể một trận biến hóa, trong lúc hô hấp, liền biến thành tu la bộ dáng, cùng những cái kia huyết tu la ngoại hình cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá, Tiêu Phàm cả người hiện lên hắc sắc, đây cũng là cùng huyết sắc tu la duy nhất khác biệt. Giết, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời nộ khiếu, miệng phun răng nanh, phía sau hai cánh chấn động, nháy mắt phóng tới huyết sắc tu la trong đám. Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi, mưa máu bay tán loạn, giờ phút này Tiêu Phàm, tựa như một đài cối xay thịt, đi qua, bao phủ từng mảnh xương máu. Biến thành tu la chi thể, Tiêu Phàm cảnh giới thẳng bức thần vương cảnh hậu kỳ, nếu như bằng vào lực lượng mà nói, cho dù thần vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng xa xa không phải đối thủ của hắn. Những cái này huyết sắc tu la tuy mạnh, nhưng nếu luận mỗi về nhục thân cường độ, cũng vẫn như cũ không phải Tiêu Phàm đối thủ, đây cũng là Tiêu Phàm ưu thế duy nhất. Biến thân tu la chi thể Tiêu Phàm, cũng rốt cục bại lộ ra tàn nhẫn một mặt, còn người chán phóng huyết quang, quanh thân bao quanh sát lục chi khí. Giết, 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 Tiêu Phàm như là năm đó đồng dạng, ở trong giết chóc quên hết tất cả, hắn duy nhất mục tiêu, liền là đem giới này huyết sắc tu la đổ sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Nhưng mà, này huyết sắc thế giới huyết sắc tu la thực sự nhiều lắm, nhiều đến Tiêu Phàm nội tâm đều dâng lên thấy lạnh cả người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, muốn diệt đi tất cả tu la, bằng vào làm bừa khẳng định không được. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm. Hôm nay tình huống, cùng hắn lấy phía trước đối khác biệt, những cái này huyết sắc tu la, đều là thần vương cường giả, trong đó không thiếu thần vương cảnh đỉnh phong. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm mặt khác pháp tắc chi lực cùng thần thông đều không thể sử dụng, thậm chí ngay cả thời không thiên châu cùng tu la ma ảnh lực lượng cũng vô pháp thi triển, muốn diệt đi những cái này tu la, hiển nhiên là không có khả năng. Cũng may sát lục pháp tắc, tu la chi thể cùng tu la kiếm có thể sử dụng. Muốn xông qua cửa này, hẳn không phải là diệt đi những cái này tu la, khẳng định có những biện pháp khác. Tiêu Phàm con người băng lãnh, trong lúc nhất thời lâm vào nhưng khốn cảnh. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm tập trung vào một cái phương hướng, sát lục pháp tắc thần liên nở rộ, từng đạo sát mang bắn ra, tu la kiếm càng là biến thành trên trăm trượng lớn nhỏ. Uống, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, tu la kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo tử huyết sắc thần hồng xông thẳng chân trời, đi qua, tất cả đều hóa thành cho bụi. Phàm là ngăn ở tu la kiếm trước đó huyết sắc tu la, không một may mắn thoát khỏi. Một đầu rộng rãi đại đạo hiển lộ mà ra, đồng thời, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về chân trời kích xạ mà đi. Cùng huyết sắc tu la chiến đấu, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, muốn vượt qua 100 tầng khảo nghiệm, chỉ có tìm phương pháp khác. Vô số huyết sắc tu la nhìn thấy Tiêu Phàm đào tẩu, toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng xông tới, đáng sợ khí thế rung động hư không, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm chạy ra huyết sắc tu la vòng vây, lại không dám buông lỏng mảy may. Phía trước vẫn như cũ còn có rất nhiều huyết sắc tu la hướng về nơi này chạy đến. Một khi bị vây quanh, lại sẽ lâm vào khốn cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm rốt cuộc không dám dùng bảo lưu, chân đạp quỷ dị bộ pháp, toàn lực né tránh huyết sắc tu la vây giết. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt bao phủ chu vi hàng trăm hàng ngàn bên trong phạm vi, tìm kiếm lấy giới này nhược điểm. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày lại. Bỗng nhiên nhìn về phía trước vị trí, ánh mắt cũng nóng rực lên. Một tòa cung điện, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm chân trời, vừa mới hắn linh hồn chi lực đảo qua, dĩ nhiên phát hiện một tòa cung điện, đứng vững ở tầng mây phía trên. Hít sâu một cái,
Tiêu Phàm bỗng nhiên hướng về cung điện vị trí kích xạ mà đi, mảnh này huyết sắc thế giới ngoại trừ huyết sắc vũ khí không còn mặt khác, tòa cung điện này ngược lại là lộ ra 10 phần riêng biệt. Có lẽ, đây cũng là xông qua 100 tầng yếu tố mấu chốt. Nếu như là bình thường, 1.000 dặm cự ly đối với Tiêu Phàm tới nói, cũng liền 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại, bốn phía đầu đầu cũng có huyết sắc tu la, muốn đến cung điện, lại là cực kỳ gian nan. Mới vừa bay ra hơn 10 dặm cự ly, Tiêu Phàm liền bị mấy chục tôn huyết sắc tu la vây công, mặt khác tu la nhìn thấy, cũng liều mạng vọt lên, tựa như sợ Tiêu Phàm đến cung điện một dạng. Cút ngay, Tiêu Phàm một tiếng gầm thét, sát lục pháp tắc đệ tam trọng ảo diệu sát lục thiên âm thi triển, mấy chục tôn huyết sắc tu la hoàn toàn bị hắn chặt đứt, huyết sái trường không. Thừa dịp mặt khác tu la không có dựa vào tới, Tiêu Phàm lại chạy ra khỏi mấy chục dặm cự ly. Nhưng mà, phía trước lại có huyết sắc tu la chặn lại hắn đường đi. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, sát ý đại thịnh, có mục tiêu, hắn liền không chỗ nào e ngại. Dù là huyết sắc tu la lại nhiều, hắn cũng phải giết ra một con đường máu. 10 dặm, 20 dặm, 80 dặm. Tiêu Phàm thi triển ra tất cả vốn liếng. Từng chút tới gần cung điện, giờ phút này, hắn cũng bị thương không nhẹ, bản thân máu tươi cùng tu la huyết dịch hỗn hợp cùng một chỗ, hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm ánh mắt không có bất luận cái gì cải biến, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một canh giờ sau, một tòa nguy nga cung điện rốt cục in vào Tiêu Phàm tầm mắt, chỉ có 100 dặm cự ly. Đó là một tòa huyết sắc cung điện, bao la hùng vĩ hùng hồn, đại khí bàng bạc. Đứng vững ở một phiến xương máu. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, xương máu phía dưới, là một tòa nguy nga sơn phong, chung quanh xương máu lượn lờ, ẩn ẩn có thần ma hư ảnh ở trong đó thoáng hiện. Liếc mắt nhìn một cái, liền cho người sinh ra hàn ý trong lòng, không dám nhìn thẳng. Bất quá, Tiêu Phàm lại từ cái kia huyết sắc cung điện phía trên, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, cùng năm đó hắn gặp qua tu la điện cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là năm đó tu la điện cùng trước mắt huyết sắc cung điện so sánh, cực kỳ nhỏ bé, cũng thiếu một loại tuế nguyệt khí tức. Huyết sắc cung điện cũng không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, lộ ra tang thương chi khí, càng nhiều là nồng đậm sát khí. Mắt thấy huyết sắc cung điện ngay ở trước mắt, lại cho Tiêu Phàm một loại xa không thể chạm cảm giác, chạy đến nơi đây, Tiêu Phàm thần lực cũng đã còn thừa không có mấy, thân thể cũng gặp trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà huyết sắc tu la lại không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lần nữa giết tới. Tiêu Phàm ra sức thúc giục toàn thân thần lực, lần nữa chạm ra một kiếm, phía trước tất cả huyết sắc tu la, toàn bộ bị tung bay, máu tươi vẩy ra. Hô, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, một kiếm này cơ hồ hút hết hắn cuối cùng thần lực. Hắn lăng không lướt đi, vẻn vẹn đi về phía trước hơn 10 dặm cự ly, lại bị bốn phía huyết sắc tu la chặn lại đường đi. Mấy chục dặm cự ly, đối với giờ phút này Tiêu Phàm tới nói, lại giống hệt một đạo lạch trời, xa không thể chạm. Không được sao, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, trong con người tràn ngập sự không cam lòng. Phốc phốc, thất thần trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền bị mấy tôn huyết sắc tu la đánh trúng, trên người xuất hiện mấy đạo vết thương, sâu có thể thấy được xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm nhục thân biết bao cường hãn, giờ phút này lại bị huyết sắc tu la tùy tiện chém ra. Có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này không chịu nổi. Cảm nhận được kia mãnh liệt đau đớn, Tiêu Phàm lần nữa tỉnh táo lại, trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Hắn quỳ một chân trên đất, tu la kiếm chống đỡ lấy thân thể, máu tươi dọc theo dưới chân tản ra, nhiễm đỏ mặt đất. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng đã cùng đường mạt lộ đồng dạng, liền hô hấp đều biến suy yếu lên. Hô hô, lúc này, đầy trời huyết sắc tu la lần nữa vọt lên. Không đem Tiêu Phàm giết chết thể không bỏ qua. Huyết sắc tu la chưa đến, một cỗ cường hoành khí tức tập trung vào hắn, Tiêu Phàm thân thể run rẩy không thôi, lưng đều chậm rãi cong xuống dưới. Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt, hắn từ tu la đến bây giờ, chưa từng ở hắn người trước mặt khom lưng. Cho dù là tu la, cũng đồng dạng không được, mắt thấy đầy trời huyết sắc tu la vồ giết mà tới, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng quyết tuyệt. Trong phút chốc, lít nha lít nhít huyết sắc tu la liền đi tới gần, hủy diệt tính năng lượng ba động triệt để đem Tiêu Phàm che mất. Giống, đột nhiên,
một tiếng kinh thiên gầm thét vang vọng thương khung, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ khí tức tử huyết sắc tu la trung ương bộc phát mà ra, vây giết Tiêu Phàm huyết sắc tu la toàn bộ đều nổ tung. Đồng thời, một cỗ hủy diệt tính sóng âm phong bạo lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra, sau, giống như gào thét sóng biển đồng dạng, quét ngang tất cả. Những cái kia cự ly Tiêu Phàm không xa huyết sắc tu la, cũng bị cỗ kia cuồng bạo sóng âm bắn cho nát. Vẻn vẹn hống một tiếng, không biết diệt sát bao nhiêu huyết sắc tu la. Hô hô, từng đạo bén nhọn phá không vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là Tiêu Phàm vị trí, ma khí trùng thiên, giống như quần ma loạn vũ, phát ra bên trong một loại lạnh lẽo khí tức, giống như đến từ cửu u. Ma khí, một đạo còng xuống thân ảnh chậm rãi đứng dậy, dẫn theo tu la kiếm, chậm rãi hướng về cung điện phương hướng đi đến. Hắn nhìn như rất chậm, nhưng mỗi một bước, đều bước ra vài dặm cự ly, trên người càng là phát ra ngập trời khí tức, giống như cái thế ma thần, có thể tùy tiện nghiền ép tất cả. Huyết sắc tu la cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là e ngại, lần nữa vọt lên. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lạnh lùng chừng một cái. Thình thịch, từng tôn huyết sắc tu la bỗng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời dung nhập hư không. Một cái ánh mắt, lại miểu sát thần vương cảnh đỉnh phong huyết sắc tu la, dù là những cái này huyết sắc tu la không thể cùng chân chính thần vương cảnh đỉnh phong so sánh, nhưng là tuyệt đối không phải một cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ có thể làm được. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại làm được, hắn con người đen như mực, không có đồng tử, tựa như một cái hắc sắc vòng xoáy, có thể thôn phệ thế giới tất cả. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa nâng lên trong tay tu la kiếm, nhẹ nhàng quét qua, cuồn cuộn ma khí sôi trào, ngưng tụ thành ngàn vạn ma kiếm, giống như vạn tiễn tể phát, phóng tới tứ phía bát phương. Trong khoảnh khắc, huyết sắc thế giới, nháy mắt biến thành hắc sắc, vô cùng vô tận tu la ma ảnh, ở đầy trời ma kiếm phía dưới, không một người sống. Mấy tức sau đó, thiên địa một phiến tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mà Tiêu Phàm lại không có quan tâm tất cả những thứ này, tựa như sớm liền ở hắn trong dự liệu. Hắn một bước bước ra, liền đi tới huyết sắc cung điện ở dưới sơn phong. Vừa mới rơi xuống đất, Tiêu Phàm trên người ma khí nhanh chóng biến mất, nháy mắt bại lộ ra Tiêu Phàm nguyên bản bộ dáng. Không, chuẩn mà nói, giờ phút này Tiêu Phàm đã không phải là chính hắn, khí huyết suy yếu, khô gầy như củi mục, tóc cũng biến khô bại vô cùng, giống như một cái lão đầu. Tiêu Phàm cũng không còn bất luận cái gì khí lực đứng thẳng, sụi lơ ở mặt đất, miệng lớn thở phì phò, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, hít khẩu khí nói, ma hóa, thật đúng là không phải người có thể tiếp nhận a. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm thúc dục nội thiên địa bên trong ma khí, toàn bộ dẫn vào thể nội, hóa thân ma đầu. Ma hóa lực lượng, mặc dù nhường hắn thời gian ngắn nhảy lên tới thần vương cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng tác dụng phụ không phải lớn bình thường. Thể nội khí huyết tiêu tán hơn phân nửa. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ còn tốt, hắn có đại lượng khí huyết chèo chống. Nhưng cùng huyết sắc tu la chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Phàm thể nội thần lực và khí huyết đều cơ hồ khô kiệt, cưỡng ép thôi động ma khí, không khác giết địch 1000, tự tổn 800. Cũng may ma hóa sau thực lực, trực tiếp tiêu diệt chu vi trong trăm dặm huyết sắc tu la, cũng kịp thời chạy tới sơn phong vị trí. Đương nhiên, Tiêu Phàm dám liều chết thi triển ra một kích này, cũng là có nhất định nắm chắc, bởi vì sơn phong vị trí, không có huyết sắc tu la tồn tại. Chỉ cần ma hóa sau đó bất tử, hắn liền có thể sống sót. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm đánh cuộc đúng. Bất quá, nếu để cho hắn lần nữa tới một lần, Tiêu Phàm cũng không dám thử nghiệm, ma khí nhập thể thống khổ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như không phải hắn nhục thân đầy đủ cường đại, cưỡng ép nạp nhập ma khí, đủ để no bạo hắn thân thể. Hắn cũng rốt cục minh bạch, tại sao thí thần luyện hóa những cái kia thân hình tinh hoa có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Nếu như chính hắn luyện hóa tất cả ma tính tinh hoa, cũng tuyệt đối có thể đi đến đồng dạng tầng thứ, chỉ là đáng tiếc là, đại bộ phận ma khí đã bị tu la ma ảnh hấp thu. Nội thiên địa bên trong còn sót lại một điểm ma khí, cũng bị Tiêu Phàm vừa mới hao hết. Về sau muốn mượn nhờ ma khí tinh hoa ma hóa, cũng là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, nếu là ly khai giới này, nhục thân cùng tu la ma ảnh dung hợp, uy lực tuyệt đối so vừa mới chỉ mạnh không yếu.
cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm một trận đắng chát, hiện tại hắn, căn bản không cần thần vương cảnh huyết sắc tu la, liền là người bình thường, cũng có thể muốn mạng hắn. Huyết khí cùng thần lực tiêu hao hầu như không còn không nói, ngũ tạng lục phủ cũng gặp trọng thương, xương cốt càng là phá toái không ít. Chỉ là loại thống khổ này, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu là có thể thi triển sinh tử pháp tắc lực lượng, Tiêu Phàm ngược lại cũng có thể rất nhanh khôi phục nhục thân, nhưng mấu chốt là, nơi này chỉ có thể thi triển tu la pháp tắc. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm chỉ có thể vận chuyển vô tận chiến điển, chậm rãi chữa trị nhục thân, khôi phục thực lực. Dòng dã bỏ ra một tháng thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới miễn cường có thể đủ đứng dậy. Nơi xa huyết sắc tu la dương nanh múa vuốt, gầm thét không thôi, tựa như Tiêu Phàm xúc phạm bọn họ trong lòng thần thánh chi địa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, mặc dù có xương máu che chắn, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn thấy đỉnh núi huyết sắc cung điện, trang nghiêm trang nghiêm. Hắn không có không kịp chờ đợi tiến về huyết sắc cung điện, mà là lại tốn 3 tháng thời gian, triệt để chữa trị toàn thân thương thế, lúc này mới bắt đầu leo lên. Vượt quá Tiêu Phàm trong dự liệu là, sơn phong bên trong căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, 2 canh giờ thời gian, Tiêu Phàm liền đi tới đỉnh núi, huyết sắc cung điện ngay ở trước mắt. Cung điện nguy nga hùng hồn, bao la hùng vĩ rộng lớn, cổ lão điêu khắc lạc ấn trên đó, từng cây cầu long đại trụ chống đỡ lấy cả tòa cung điện, giống như tuyên cổ trường tồn. Cung điện cánh cửa đóng chặt, phía trên răng đầy rất nhiều đường vân, ảo diệu vô tận. Dò xét lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cung điện cửa ra vào phía trên, nơi đó treo một khối bảng hiệu phía trên viết 4 cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Tu La Tổ Điện. Tu La Tổ Điện, Tiêu Phàm lẩm bẩm 4 chữ này, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nội tâm có một loại khác ý vị, tại sao ta có loại cảm giác, bản thân trước kia tới qua nơi này. Loại cảm giác này 10 phần kỳ lạ, Tu La Tổ Điện, dường như cho hắn một loại cực kỳ thân thiết ý. Tiêu Phàm nhíu mày, hít sâu một cái, lúc này mới bước lên đài giai, hướng về huyết sắc cung điện đi đến. Khi hắn đi tới cung điện đại môn trước đó, bang một tiếng, cung điện đại môn dĩ nhiên chủ động mở ra, một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt. Cảm nhận được cỗ kia khí tức, Tiêu Phàm càng thêm xác định, nơi này, bản thân khả năng thật tới qua. Chần chờ lúc này, Tiêu Phàm vẫn là bước ra bước chân, hướng về cung điện bên trong đi đến. Thời gian trở lại 2 tháng trước đó, bách sát tháp một cái nào đó tầng không gian bên trong, một đạo hắc sắc thiên mạc từ không trung rơi xuống, dường như một đầu hồng hoang cự thú mở ra bồn máu miệng lớn, muốn đem một tầng này không gian thôn phệ một dạng. Phía dưới, vô số tu sĩ nhanh chóng chạy trốn, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kinh khủng thanh âm. Mau trốn, 68 tầng không gian lại phải biến mất. Chuyện gì xảy ra, bách sát tháp không phải tồn tại vô số tuế nguyệt sao, làm sao sẽ đột nhiên phát sinh dị biến. Bất kể nhiều như vậy, chờ tầng này không gian sụp đổ thời khắc, mau chóng tiến vào phía trên một tầng không gian, quyết không thể bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, nếu là bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, chúng ta đều phải chết. Nhanh lấy ra huyết linh thạch trốn vào tầng tiếp theo không gian, mau chóng ly khai cái này địa phương quỷ quái. Đông đảo tu sĩ vốn là đến bách sát tháp bên trong tìm kiếm cơ duyên, nhưng bây giờ, toàn bộ đều vì sống sót mà thoát thân. Bách sát tháp 50 tầng về sau, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Có huyết linh thạch tu sĩ còn tốt, có thể ở hắc sắc vòng xoáy tới gần thời khắc thoát đi nơi đây. Nhưng không có huyết linh thạch tu sĩ, chỉ có thể chờ đợi không gian phá toái một sát na kia, bắt lấy cơ hội trốn vào phía trên một tầng, đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Một khi bỏ lỡ thời cơ, tranh luận trốn bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ kết cục. Dù là Tà Vũ, Chiến Hoàng Thiên đám người, ở trong hắc sắc vòng xoáy đều không có bất luận cái gì đường phản kháng, chỉ có đảo vong phần. Tuy nhiên bọn hắn từng tiến vào bách sát tháp 100 tầng, hơn nữa chết một lần sống sót, nhưng là bọn họ không dám tiếp tục cược. Đối mặt kia vô tận huyết sắc tu la, bọn họ không có bất luận cái gì nắm chắc có thể sống sót. Lần trước may mắn không chết, dường như mộng một trận, nhưng ai biết lần sau tiến vào, có thể hay không còn sẽ như vậy hảo vận. Lại qua 2 tháng thời gian, bách sát tháp tầng cuối cùng không gian bị thôn phệ, đại bộ phận tu sĩ đều thành công trốn ra hắc sắc vòng xoáy, đứng sừng sững ở một cái hố to bên bờ, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bách sát tháp làm sao sẽ trước giờ biến mất? Có người run rẩy mở miệng, một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Tà Vũ, Chiến Hoàng Thiên, Vũ Vạn Kiếm đám người cũng là một trận trầm mặc. Lúc này, chân trời một đạo phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang vọng ở tất cả mọi người bên tai, bách sát chiến trường kết thúc, tất cả mọi người lập tức rút về cổ giới, một năm sau mở ra truyền tống trận, ly khai bách sát chiến trường. Bách sát chiến trường kết thúc, đoàn người một mặt mang nhiên, dựa theo trước kia kinh nghiệm phán đoán, bách sát chiến trường chỉ ít cũng còn muốn mấy năm thời gian mới có thể kết thúc. Nhưng bây giờ lại trước thời hạn chỉ ít 3 năm thời gian, hơn nữa đến mạc danh kỳ diệu. Đi thôi, ta một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, thiếu chút nữa thì chết ở bên trong. Rốt cục đột phá thần vương cảnh, bách sát chiến trường không có đến không. Đi mau, một khi bỏ qua cổ giới truyền tống trận mở ra thời gian, chúng ta có thể liền phải chờ 1.000 năm mới có thể rời đi. Đoàn người lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về thần ma kiếp bên ngoài bay đi, một khắc cũng không muốn ở trong này dừng lại. Nhưng mà, có mấy người lại không có ly khai. Ngược lại sốt ruột vô cùng. Lão đại đây, lão đại làm sao không đi ra? Thí thần nhìn chằm chằm phía dưới hắc sắc vòng xoáy, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa thì khóc lên. Lão đại, thí thần đứng ở vòng xoáy biên giới, ra sức hướng về vòng xoáy bên trong gào thét, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu, Cổ Nhược Trần, Quân Nhược Hoan, Bạch Ma mấy người cũng nhao nhao bay tới, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ đều từ bách sát tháp bên trong rút lui đi ra, nhưng duy chỉ có không có nhìn thấy Tiêu Phàm, này khiến bọn họ như thế nào cam tâm. Lão Tam, người đi ra cho ta. Nam Cung Tiêu Tiêu giống to, hai mắt hiện đầy tơ máu, trên trán nổi gân xanh. Cổ Nhược Trần, Quân Nhược Hoan, Bạch Ma mấy người cũng không ngừng hô hoán Tiêu Phàm danh tự, có thể căn bản không có bất luận cái gì đáp lại, Tiêu Phàm liền tựa như hư không tiêu thất một dạng. Kiếm Hồng Trần không có sống sót đi ra, không ít người nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ kêu gọi, hơi kinh ngạc. Càng là có một số người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bọn họ thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết. Kiếm Hồng Trần đắc tội nhiều người như vậy, rốt cục gặp phải báo ứng, chết cũng tốt, ha ha. Đáng đời hắn chết ở bên trong, ai bảo hắn như thế phách lối. Cho dù hắn có thể đủ sống sót ly khai bách sát chiến trường lại như thế nào. Vạn La Đế Vực, Đại Hoang Đế Vực, Thương Lan Đế Vực những cái này thế lực có thể bỏ qua cho hắn sao? Đáng tiếc, hắn chết ngược lại là thống khoái, nhưng Vạn La Đế Vực người, chết khả năng liền chưa hẳn thống khoái, bởi vì hắn một người, Thiên Vũ Vực đều phải gặp nạn. Từng đạo trào phúng thanh âm vang lên, mười phần chói tai. Tự tìm cái chết, thí thần một tiếng quát lớn, lách mình liền xuất hiện một cái khác địa phương, một tay vặn kế tiếp tu sĩ đầu. Máu tươi nhiễm đỏ hư không. Những người khác nhìn thấy, nháy mắt câm như hến, thí thần thực lực quá mức sợ, mới vừa rồi bị miểu sát thế nhưng là một cái thần vương cảnh trung kỳ. Liền thần vương cảnh trung kỳ đều không có sức phản kháng, huống chi bọn họ đâu. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người màu đỏ tươi mà lại lăng lệ con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía tu sĩ, nhìn đám người tê cả da đầu. Đám người sắc mặt đau thương, chỗ nào còn dám mở miệng chào phúng. Chỉ có thể lặng lẽ ly khai nơi đây, nhưng trong lòng là không ngừng nguyền rủa. Không bao lâu, hố sâu chung quanh tu sĩ cầu tiêu thừa không có mấy, chỉ có thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vẫn như cũ thủ ở chỗ này. Trong hố lớn hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ, mấy người vẫn như cũ còn ôm lấy một tia hy vọng Tiêu Phàm có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt. Đáng tiếc, chú định để bọn hắn thất vọng rồi, thẳng đến hắc sắc vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm cũng chưa từng xuất hiện. Lão Đại, Lão Tam, Công Tử, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần một mặt chán trường sụi lơ ở hố sâu biên giới, hai mắt vô thần. Bọn họ không cách nào tiếp nhận cái này sự thật, nhiều người như vậy đều có thể sống sót ly khai, Tiêu Phàm lại làm sao có thể chết ở nơi này. Tiểu tử, bản đế biết rõ ngươi sẽ không chết, ngươi cho bản đế cút ra đây. Bạch Ma cũng nộ khiếu lấy. Hai con người hơi hơi run rẩy. Ở hắn nhìn đến, tiến vào bách sát tháp người, ai cũng khả năng vẫn lạc ở trong đó, nhưng duy chỉ có Tiêu Phàm không có khả năng. Công tử đây, đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, Bạch Ma mấy người biên giới, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lại là Hùng Lân nghe được bách sát tháp động tĩnh chạy tới.
Khi hắn nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ bộ dáng thời khắc, sắc mặt hơi hơi biến đổi, công tử hắn. Sẽ không, ai cũng khả năng chết, nhưng công tử nhất định sẽ không chết. Hùng Lân một mặt không tin, cũng không phải hắn đối Tiêu Phàm tình nghĩa sâu bao nhiêu. Mà là hắn còn đem thượng cổ bạo hùng nhất tộc duy nhất hy vọng ký thác ở Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm nếu là chết rồi, hắn tộc nhân, vĩnh thế đều phải lưu ở thần ma kiếp, cái này kết quả hắn không cách nào tiếp nhận. Đám người một trận trầm mặc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hố sâu, một trận gió nhẹ thổi qua, đám người lại cảm giác cực kỳ thấu xương. Đám người lại đợi 7 ngày 7 đêm, vẫn như cũ không có nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Mọi người đi thôi, ta tin tưởng hắn sẽ không chết. Ta nghĩ, hắn cũng không muốn nhìn thấy chúng ta dạng này. Mấy ngày thời gian, Bạch Ma lúc này mới đánh vỡ bình tĩnh nói. Ta muốn ở đây chờ lão đại. Thí thần con ngươi kiên định nói. Ta cũng lưu lại, lão tam nhất định sẽ xuất hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không chút do dự gật gật đầu. Các vị, ta cảm thấy chúng ta không tất yếu chờ công tử. Đột nhiên, Hùng Lân hít sâu một cái nói, tựa như nghĩ tới cái gì. Thí thần đám người trợn mắt nhìn, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi ngươi đi. Không phải, các ngươi nghe ta nói. Hùng Lân ngưng tiếng nói. Công tử ở ta thể nội lưu lại một đạo ấn ký, nếu như hắn ra ngoài ý muốn, kia ấn ký nhất định sẽ biến mất, nhưng ta thể nội ấn ký còn tồn tại. Thật, Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên. Hùng Lân trịnh trọng gật gật đầu, hắn nội tâm cũng cực kỳ phức tạp, thứ nhất hắn cũng hy vọng Tiêu Phàm chết, dạng này bản thân liền tự do. Nhưng hắn lại hy vọng Tiêu Phàm sống sót, chỉ có Tiêu Phàm sống sót, bọn họ lên cổ bạo hùng nhất tộc huyết mạch phong ấn mới có thể giải trừ. Lão đại xác thực không chết, lúc này, thí thần cũng đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung, lão đại cùng ta có một đạo linh hồn ấn ký, hiện tại linh hồn ấn ký còn tồn tại, nếu như lão đại có ngoài ý muốn, ta thể nội linh hồn ấn ký cũng sẽ biến mất. Hùng Lân lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ là nửa tin nửa ngờ, nhưng thí thần mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tự nhiên là tin tưởng. Ta liền biết rõ tiểu tử kia còn sống, người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm, tiểu tử này thế nhưng là từ đầu đến đuôi tai họa. Bạch Ma cũng cười ha hả. Không sai, lão tam liền là tai họa. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thở dài một hơi, lão tam nhất định là bị vây ở một cái nào đó địa phương, thời gian ngắn ra không được, tất nhiên như thế, vậy hắn không thể làm sự tình, chúng ta phải giúp hắn làm. Tốt, lão đại sự tình, chính là ta sự tình, chúng ta lập tức triệu tập tu la điện người, ly khai giới này. Mau chóng giải tán thiên vũ vực. Thí thần cũng gật gật đầu nói. Tiêu Phàm tiểu tử kia đắc tội nhiều như vậy thế lực, một khi bách sát chiến trường kết thúc, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha thiên vũ vực. Ta nghĩ, tiểu tử kia cũng không hy vọng thiên vũ vực xảy ra chuyện. Bạch Ma trầm giọng nói. Thế nhưng là, không có bách sát đế lệnh, chúng ta như thế nào ly khai? Quân Nhược Hoan đắng chát cười nói. Tu La cổ địa không cách nào ly khai. Không phải còn có vạn la đế vực a, chúng ta có thể mượn nhờ vạn la đế vực truyền tống người ly khai. Thí thần ngưng tiếng nói. Vạn la đế vực sao? Đám người híp híp hai mắt, muốn từ vạn la đế vực ly khai, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách, là mau chóng tụ tập tu la điện người. Nam Cung Tiêu Tiêu quyết định thật nhanh nói. Đám người thần sắc chấn động, chỉ cần Tiêu Phàm không chết, bọn họ liền yên tâm. Hiện tại muốn làm, liền là bảo trụ thiên vũ vực, chờ gặp lại Tiêu Phàm. Một lát sau, đám người thật sâu nhìn hố sâu một cái, cuối cùng lưu luyến không rời ly khai. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đứng ở trong tu la tổ điện, khi hắn tiến vào một sát na kia, đại điện bên trong ầm ầm đóng cửa, bốn phía một vùng tăm tối, nhìn không rõ mảy may. Ong ong, đột nhiên, từng đạo quang mang thiểm thước, đem cung điện bên trong chiếu sáng vô cùng. Cùng lúc đó, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm vang lên, Tu La Tử, người rốt cuộc đã đến. Người nào, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm mãnh kinh, linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, bao phủ cung điện mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng mà, hắn lại không thu hoạch được gì. Đừng nói người, liền một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Phải biết, Tiêu Phàm thế nhưng là thần vương cảnh trung kỳ A, linh hồn chi lực có thể so với thần vương hậu kỳ. Có thể liền hắn đều không phát hiện được, đối phương thực lực có thể cũng không phải là đồng dạng đáng sợ.
chẳng lẽ là ảo giác? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, thanh âm kia 10 phần rõ ràng, tuyệt đối không phải giả. Không cần tìm, ta ngay ở ngươi trước mắt. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, có chút khàn khàn. Trước người, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, lách mình liền hướng phía sau thối lui, hắn thậm chí cảm thấy hô hấp thanh âm. Hô, đột nhiên, một đạo quang mang ở đại điện trung ương nở rộ, một cỗ tuyệt thế đáng sợ khí thức mãnh liệt mà ra, Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ kia đại lực tung bay, trùng điệp đập ở trên cung điện. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, đại điện trung ương đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc hắc bào trung niên nam tử, một đầu tuyết bạch tóc dài trong gió bay lên, đen kịt con ngươi giống như hai cái vòng xoáy, sâu không lường được. Nam tử trung niên dáng người hơi có vẻ khôi ngô, hai tay ôm ngực, áo bào cổ động, bay phất phới. Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi ổn định thân hình, hướng về phía nam tử trung niên một xá nói. Ở trước mặt nam tử trung niên, Tiêu Phàm cảm thấy bản thân nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, mà đối phương, lại dường như mênh mông đại hải, rộng lớn ma nhạc. Bất quá, từ đối phương trên người, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí thức. Hô hô, vừa dứt lời, Tiêu Phàm thể nội tu la chiến huyết đồ hiểu sôi trào lên, nồng đậm kim quang nở rộ mà ra, giống như một vòng liệt dương. Này, Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Hắn cảm giác mình ở trước mặt nam tử trung niên, hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hơn nữa, hắn thể nội vô tận chiến huyết, cũng không bị khống chế bản thân vận chuyển. Quả nhiên là vô tận chiến huyết, nam tử trung niên hài lòng gật gật đầu, nói ta chờ 100 vạn năm, rốt cục chờ đến. 100 vạn năm, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, này nam tử trung niên sống 100 vạn năm sao? Đối với Tiêu Phàm tới nói. Đừng nói 100 vạn năm, liền là 100 năm, cũng là cực kỳ lâu đời. Xin hỏi tiền bối là, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn về phía nam tử trung niên nói. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy nam tử trung niên, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác nam tử trung niên 10 phần thân thiết, thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ngươi trong lòng không phải có đáp án sao? Nam tử trung niên mỉm cười, cũng không có thượng vị giả uy nghiêm. Ngược lại giống một cái hiền lành trưởng giả. Tiêu Phàm nuốt nuốt nước bọt, hít sâu một cái nói, ngươi là. Táng, một chữ cuối cùng, Tiêu Phàm tựa như đã dùng hết toàn bộ khí lực một dạng. Tên ta Táng, nam tử trung niên gật gật đầu. Oanh, Tiêu Phàm đầu tựa như sét đánh đồng dạng, tuy nhiên hắn đã sớm có chỗ phỏng đoán, nhưng nghe được nam tử trung niên thừa nhận, hắn nội tâm vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Táng, cái này danh tự. Tiêu Phàm trong đầu lại cực kỳ quen thuộc, lúc trước ở nhìn thấy những cái kia đại đế mộ bia lúc, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này. Nhưng là, từ lúc đó bắt đầu, cái tên này liền thật lâu vung không đi, thật sâu in vào Tiêu Phàm trong đầu. Ngài chính là ta tu la tộc tiền bối, Hùng Lân Sư Tôn, Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Những cái này rất trọng yếu sao? Nam tử trung niên Táng cười nhạt một cái nói, cũng không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Xác thực không trọng yếu. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn chỉ là muốn biết bản thân trong lòng phỏng đoán mà thôi. Lúc trước nghe Bạch Ma nói qua, Hùng Lân Sư Tôn là tu la tộc một cái nào đó vị lão tổ, lúc trước Tiêu Phàm còn không dám xác định, nhưng từ khi đụng phải phong ấn Hùng Lân Nguyên Tinh lúc, hắn liền đại khái có thể xác định. Chỉ là hiện tại lấy được Táng thừa nhận, Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ 10 phần không bình tĩnh. Phải biết, Hùng Lân thế nhưng là đại đế cấp tu vi A, thậm chí đỉnh phong thời kỳ khả năng siêu việt đại đế cấp, một thân vì Hùng Lân sư tôn, lại là như thế nào cường đại đây? Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, mà lúc này, Táng thanh âm vang lên lần nữa, lấy thần vương cảnh trung kỳ tu vi, có thể đi tới nơi này, cũng đầy đủ nói rõ ngươi bất phàm. Táng thanh âm tiếp tục vang lên, hơn nữa, ta xem thân thể ngươi trải qua huyết u minh tẩy lễ, nhìn đến ngươi tạo hóa không sai. Vận khí mà thôi, Tiêu Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Có thể gặp gỡ huyết hải u minh, hoàn toàn là bởi vì Bạch Ma thao túng truyền tống trận lúc ra ngoài ý muốn, nếu không mà nói, hắn là không thể nào gặp gỡ huyết hải u minh. Thế gian không có nhiều như vậy vận khí, Táng nhàn nhạt lắc lắc đầu, lập tức đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi thể nội vô tận chiến huyết, cực kỳ không thuần túy. Không thuần túy,
Chẳng lẽ là bởi vì ta thôn phệ mặt khác huyết mạch nguyên nhân? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cung kính thi lễ nói, còn mời tiền bối chỉ điểm. Hắn thế nhưng là rõ ràng, Táng chính là đời trước Tu La Tử, trở thành Tu La tộc trưởng người A. Hơn nữa, Táng đối vô tận chiến huyết lý giải, cũng xa không phải chính hắn có thể, nếu là có thể làm cho Táng hỗ trợ, bản thân vô tận chiến huyết, tuyệt đối sẽ càng thêm mạnh mẽ và bá đạo. Đây chỉ là một cái phương diện, Táng ngữ khí 10 phần bình thản, dường như thế gian này không có cái gì có thể ba động hắn tâm huyền, người thể nội vô tận chiến huyết tạp chất quá nhiều, bao quát người thôn vệ mặt khác huyết mạch chi lực. Nhưng là, Táng lại nói, chủ yếu nhất là, người vô tận chiến huyết mạch chi lực quá thấp, chân chính vô tận chiến huyết, chính là dung hợp 9999 loại thần huyết mà thành, mà ngươi, bây giờ cũng mới dung hợp hơn 100 loại mà thôi. 9999 loại, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Gần như vạn loại thần huyết, hơn nữa còn nếu không cùng, cái này lại làm sao có thể dung hợp mà thành. Ta nói 9999 loại thần cấp huyết mạch, chỉ là vô tận chiến huyết hình thái cuối cùng mà thôi, muốn dung hợp 9999 loại thần huyết, ngươi còn có đường rất dài muốn đi. Táng ngữ khí bình thản nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói, vãn bối mạo muội hỏi một câu, tiền bối có thể thành vô tận chiến huyết hình thái cuối cùng. Hỏi ra vấn đề này, Tiêu Phàm hô hấp đều biến dồn dập một chút, ánh mắt gắt gao rơi vào Táng trên người. Táng mỉm cười, hít khẩu khí nói, muốn ngưng tụ vạn loại huyết mạch, biết bao gian nan, lịch đại Tu La tộc trưởng, cũng không có đi đến qua. Thái cổ thần giới chủng tộc vô số, huyết mạch càng là nhiều vô số kể, tại sao không thể thành công? Tiêu Phàm nhíu mày. Táng thực lực hắn không biết, nhưng tuyệt đối đạt đến hắn không cách nào bằng được cấp độ, muốn lấy được 9999 loại huyết mạch chi lực, hẳn là cũng không phải việc khó gì mới đúng. Táng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, cười nói, lấy được những cái này thần cấp huyết mạch tự nhiên không khó, có thể dung hợp hơn 9000 loại thần cấp huyết mạch, lại quá khó khăn, ta hao tốn mấy chục vạn năm, cũng mới dung hợp không đến 9000 loại mà thôi. 9000 loại, Tiêu Phàm một trận kinh hãi, hắn bây giờ vẻn vẹn dung hợp hơn 100 loại mà thôi, cùng 9000 loại tầm đó chênh lệch hoàn toàn chỉ là nhất thiên nhất địa a. Dung hợp gần 9000 loại thần cấp huyết mạch, đây là Tiêu Phàm nghĩ đều không dám nghĩ, có thể nghe Táng khẩu khí, tựa như cực kỳ không hài lòng một dạng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Táng thế nhưng là bỏ ra mấy chục vạn năm a, hắn Tiêu Phàm cho đến bây giờ, cũng mới sống hơn 30 năm mà thôi. Tiền bối, dung hợp mặt khác huyết mạch có khó khăn như thế sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Khó, càng về sau, càng khó, Táng chi tiết nói ra. Nhưng ta cũng không có cảm thấy khó a, Tiêu Phàm trong lòng cổ quái nói. Vô luận là dung hợp huyền bạch y tiên thiên linh kiếm thể huyết mạch, hay là dung hợp vũ văn tiên tinh thần thiên thể huyết mạch, hắn đều không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, lời này hắn tự nhiên là khó mà nói đi ra. Dù sao, hắn hiện tại vẻn vẹn dung hợp hơn 100 loại mà thôi, Táng cũng nói, phía trước dung hợp cũng không khó, càng đến phía sau càng khó. Ngươi cũng dung hợp không ít huyết mạch, chẳng lẽ ngươi không cảm thụ qua thống khổ? Táng nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, có chút hồ nghi nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói, khả năng là ta không có triệt để luyện hóa những cái này huyết mạch chi lực duyên cớ a. Không đúng, mỗi dung hợp một loại huyết mạch, thống khổ không thua gãy mất 10 cái xương sườn, hơn nữa về sau mỗi nhiều dung hợp một loại, thống khổ đều sẽ tăng gấp đôi. Táng lắc lắc đầu. Ngay sau đó, Táng kia đen kịt con ngươi đột nhiên chán phóng một sợi u quang, một cỗ đại lực nháy mắt trói buộc Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Tiền bối, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, muốn hướng sau lưng thối lui, đáng tiếc cỗ kia lực lượng trói buộc hắn, căn bản không nhúc nhích được mảy may. Mặc dù biết rõ ở Táng trước mặt không có bất luận cái gì sức phản kháng, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất luận cái gì e ngại, trợn mắt nhìn. Là ta phóng túng, Táng mỉm cười, cũng không có sinh khí, nói, nhìn đến, trên người ngươi còn có ta không biết rõ bí mật, cũng tốt, dạng này ta liền yên tâm. Yên tâm, Tiêu Phàm nghi hoặc không giải, từ bắt đầu đến hiện tại, Táng đều đang nói một chút mạc danh kỳ diệu lời, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ phiền muộn. Đã ngươi đến nơi này, vậy liền hoàn thành ta cuối cùng sứ mệnh a.
Táng lại mở miệng nói, phất tay, một đạo quang mang lăng không xuất hiện, trực tiếp chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Dù là Tiêu Phàm cố ý trốn tránh, cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá một khắc sau, Tiêu Phàm liền đình chỉ giãy giụa, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trong đầu vô tận chiến điển đột nhiên chán phóng sáng chói quang huy. Cùng táng đạo kia quang mang dung hợp cùng một chỗ, ngay sau đó, vô tận chiến điển phía trên lăng không thêm ra vô số ký tự, tựa như vô tận đường vân đồng dạng, lít nha lít nhít, rườm rà huyền diệu. Nguyên bản vô tận chiến điển đệ tứ trang trước đó cũng đã lấp đầy, nhưng là hiện tại lại phát sinh một chút biến hóa. Hơn nữa, trang thứ 5, đệ lục trang, đệ thất trang cũng toàn bộ phủ đầy văn tự, chỉ là lấy hắn hiện tại cảnh giới, hoàn toàn xem không hiểu mảy may, liền tựa như thiên thư một dạng. Tiêu Phàm nội tâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến vô tận chiến điển công pháp lại bổ toàn không ít. Chí ít hiện tại, ở tiếp xuống 2-3 cái cảnh giới, hắn không cần vì hoàn thiện vô tận chiến điển mà phát sầu. Thật lâu, vô tận chiến điển mới dừng lại, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, không chỉ vô tận chiến điển bổ toàn không ít. Hơn nữa, hắn trong đầu còn nhiều thêm một loại khác công pháp. Tu La Cửu Biến, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, này lại là cái gì đồ vật? Tiêu hóa chốc lát, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, đối táng làm một lễ thật sâu nói, tạ tiền bối thành toàn. Táng khoát khoát tay, lờ đễnh nói, ngươi hiện tại thực lực quá yếu, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, dù sao ta đây chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Tàn niệm, Tiêu Phàm lại là giật mình, trước mắt táng nhìn qua cùng chân nhân hoàn toàn không khác nhau a, làm sao có thể là một đạo tàn niệm. Bất quá, hắn biết rõ bản thân vẫn là quá khinh thường chôn, không đi đến như vậy cảnh giới, là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải cảnh giới kia năng lực. Hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Táng ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía trên, tựa như xem thấu cung điện, giữa thiên địa tất cả vào hết trong mắt hắn. Tiền bối, tại sao thời gian không nhiều lắm? Tiêu Phàm thần sắc run lên, táng thực lực sâu không lường được, nhưng mà giờ phút này lại lộ ra nồng đậm lo lắng. Tiêu Phàm biết rõ, khẳng định có sự tình muốn phát sinh, có lẽ, có thể từ táng trong miệng lấy được một chút tin tức gì. Ngươi nếu có như vậy thực lực, tự nhiên sẽ biết rõ, nếu là không có, biết rõ cũng không giá trị. Táng mỉm cười, cũng không có nói cho Tiêu Phàm ý tứ. Tiền bối, này sát lục huyết tháp, Tiêu Phàm biết rõ, muốn từ táng trong miệng moi ra một ít lời, có thể so sánh từ bạch ma trong miệng moi ra đến còn muốn khó khăn. Ngươi muốn, táng cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn cái kia màu đen con ngươi cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm giác. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trong đầu lại là nhớ tới thượng cổ bạo hùng nhất tộc, nói tiền bối, Hùng Lân cùng hắn tộc nhân bị vây ở thần ma kiếp mấy chục vạn năm, tất cả tội nghiệt cũng nên trả sạch. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lại có chút khẩn trương lên, tiến vào Bách Sát Tháp, hắn hy vọng không phải liền là xông qua Bách Sát Tháp 100 tầng, lấy được Bách Sát Tháp tán thành sao. Nếu như táng không nguyện ý giải trừ thượng cổ bạo hùng nhất tộc thể nội huyết mạch phong ấn, hắn Tiêu Phàm một lần này cố gắng khả năng liền uổng phí. Táng trầm mặc mấy hơi thời gian, đột nhiên mở ra bàn tay, lăng không xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, nói ra, trong này, có giải khai 28 đại tội tộc huyết mạch phong ấn thủ pháp, bất quá, muốn giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn, cuối cùng còn phải nhìn ngươi bản thân. Nhìn ta bản thân, Tiêu Phàm sững sờ, một mặt không biết vì sao, bản thân có vẻ như cái gì đều không biết rõ a. Nếu như bản thân có thể giải trừ thượng cổ bạo hùng nhất tộc huyết mạch phong ấn, như vậy hà tất tiến vào Bách Sát Tháp bên trong liều sống liều chết đây. Không sai, nhìn chính ngươi, táng khẽ mỉm cười nói. Thoại âm rơi xuống, táng thân hình đột nhiên phiêu tán ra từng đạo quang vũ, bắt đầu chậm rãi biến mất. Tiêu Phàm lúc này mới tin tưởng, trước mắt táng là một đạo tàn niệm. Tiền bối, ngài, Tiêu Phàm tiến lên mấy bước. Muốn ngăn cản táng tàn niệm tiêu tán, lấy được táng đáp án. Nhưng mà, táng tựa như không nghe được đồng dạng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, tiểu hữu, Tu La nhất tộc gánh nặng đường xa, hy vọng ngươi có thể giết ra trùng vây, trèo lên đỉnh phong. Nói chuyện thời khắc, táng trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, tựa như sớm đã khám phá sinh tử một dạng. Ta sẽ, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt nói, hắn biết rõ.
táng là sẽ không nói cho bản thân, cần bản thân đi tìm kiếm giải trừ huyết mạch phong ấn phương pháp. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy táng, nhưng Tiêu Phàm trong lòng kính ý lại là tự nhiên sinh ra, đây là đáng giá hắn tôn kính tu la tộc tiền bối. Táng tàn niệm rất nhanh liền chỉ còn lại một đạo hư ảnh, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo thiếu dung. Khi hắn cuối cùng biến mất một sát na kia, hư không lại vang lên một đạo thanh âm, ngươi cũng đã chiếm được tu la cửu biến, cuối cùng đưa ngươi một phần cơ duyên, hy vọng ngươi trân trọng. Hô hô, theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, đại điện bên trong, đột nhiên nhấc lên từng đợt cuồng phong, vô cùng vô tận xương máu sôi trào không thôi, không biết từ cái nào địa phương mà đến. Đây là, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đại điện bốn phía, con ngươi khẽ run lên. Đại điện bên trong, xương máu càng ngày càng nồng đậm, chậm rãi ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng rơi vào mặt đất, hết sức màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi chất lỏng không phải gì khác, chính là máu tươi. Cảm nhận được kia trong máu tươi bàng bạc mà lại tinh thuần năng lượng, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Đây là, thần cấp huyết mạch, Tiêu Phàm run giọng nói. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, tâm tính cực kỳ kiên nghị. Có thể nhìn thấy những cái này máu tươi lúc, hắn nội tâm lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Đồng thời, hắn cũng nháy mắt minh bạch, táng nói tới cơ duyên là cái gì. Tiêu Phàm không biết là, giờ phút này, tu la tổ điện bên ngoài, giữa thiên địa nhấc lên từng đợt cuồng phong, vô cùng vô tận huyết sắc tu la, đang điên cuồng hướng về tu la tổ điện vị trí bay vụt mà tới. Mà khi bọn họ tới gần tu la tổ điện một sát na kia, toàn bộ đều nổ tung lên. Hóa thành cuồn cuộn xương máu tràn vào tu la tổ điện. Theo lấy xương máu tràn vào, tu la tổ điện bên trong máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, chậm rãi ngưng tụ thành một oa huyết trì, mà lại còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, máu tươi ao liền cũng đã che mất Tiêu Phàm đầu gối, tinh thuần năng lượng không ngừng đánh thẳng vào, đại điện bên trong biến vô cùng cuồng bạo. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, ngưng tiếng nói, nơi này chỉ ít cũng có mấy ngàn loại thần cấp huyết mạch, tiền bối phần cơ duyên này không thể bảo là không nặng, dung hợp những cái này huyết mạch, tu la cửu biến, chỉ ít cũng có thể tu luyện tới đệ tam biến đi. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vội vàng xếp bằng ở nguyên địa, thể nội vô tận chiến điển vận chuyển, vô tận chiến huyết cũng bốc cháy lên. Chớp mắt, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, sinh ra một cái to lớn vòng xoáy. Chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nguyên lai như thế, vô tận chiến điển đệ tứ trọng còn chưa đủ hoàn mỹ, khó trách không cách nào triệt để luyện hóa thể nội mặt khác huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ở hắn vô tận chiến huyết, hắn còn cảm nhận được mặt khác huyết mạch chi lực tồn tại. Nhưng căn cứ vô tận chiến điển ghi chép, vô tận chiến điển thôn phệ cùng dung hợp mặt khác huyết mạch, cũng không phải muốn phát huy mặt khác huyết mạch lực lượng. Mà là muốn đem mặt khác huyết mạch chi lực triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân nguyên lai một mực đi lầm đường. Nguyên bản lấy được tiên thiên linh kiếm thể huyết mạch cùng tinh thần thiên thể huyết mạch, trong lòng của hắn mừng thầm, bởi vì hắn có thể đủ phát huy hai loại này huyết mạch ưu thế. Thẳng đến hiện tại hắn mới minh bạch, vô tận chiến huyết liền là vô tận chiến huyết, căn bản không cần mô phỏng mặt khác huyết mạch lực lượng. Chỉ cần phát huy ra vô tận chiến huyết chân chính lực lượng là đủ rồi. Theo lấy bốn phía huyết mạch chi lực tràn vào thể nội, Tiêu Phàm con người cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, biến thành huyết hồng sắc, bên trong có hai đầu huyết sắc thần long ở du đãng. Nghịch loạn chi đồng, theo lấy nghịch loạn chi đồng xuất hiện, Tiêu Phàm luyện hóa mặt khác huyết mạch chi lực tốc độ bỗng tăng nhanh gấp bội. Bất quá cũng không có như táng nói tới như vậy thống khổ. Ngược lại cảm giác có một cỗ dòng nước ấm thẩm thấu tứ chi bách hài, cả người cực kỳ thư thái. Nếu như táng nhìn thấy Tiêu Phàm nghịch loạn chi đồng, có lẽ liền sẽ rõ ràng, Tiêu Phàm đang luyện hóa dung hợp mặt khác huyết mạch thời điểm, tại sao không có xuất hiện thống khổ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm vô tận chiến huyết dung hợp huyết mạch chủng loại cũng đang nhanh chóng gia tăng. 200 loại, 300 loại, 500 loại. Mấy ngày xuống tới, Tiêu Phàm huyết mạch chi lực rốt cục dung hợp 1111 loại, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tu La cửu biến, lấy 1111 loại thần cấp huyết mạch làm một cái tiết điểm, hiện tại ta hẳn là có thể tu luyện đệ nhất biến. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua một tia vẻ hài lòng.
Tuy nhiên hắn không biết Tu La Cửu Biến uy lực như thế nào, nhưng Táng có thể truyền thừa cho hắn loại công pháp này, muốn đến sẽ không đơn giản. Dù sao, đi đến Táng như vậy cảnh giới, đồng dạng công pháp đoán chừng cũng không tiện ý tứ cầm ra. Tiêu Phàm không có tu luyện Tu La Cửu Biến, mà là tiếp tục thôn vệ thần cấp huyết mạch. Tu La Cửu Biến chỉ cần thần cấp huyết mạch chủng loại số lượng đi đến, liền có thể tùy thời tu luyện, có thể thu thập nhiều như vậy thần cấp huyết mạch, lại không phải dễ dàng như vậy. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm luyện hóa huyết mạch chi lực tốc độ cũng rốt cục chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Hơn một tháng thời gian, Tiêu Phàm rốt cục dung hợp 2222 loại thần cấp huyết mạch. Nếu để cho Tiêu Phàm bản thân đi thu thập, chỉ là thu thập nhiều như vậy thần cấp huyết mạch, liền không biết muốn thu thập đến năm nào tháng nào đi, đừng nói mấy chục năm, liền là mấy trăm năm cũng chưa hẳn có thể làm được. Nhưng là hiện tại, hắn lại không cần tốn nhiều sức, liền dung hợp hơn 2000 loại thần cấp huyết mạch, Táng phần cơ duyên này không thể bảo là không lớn. Không đúng, những cái này huyết mạch chi lực đang tiêu tán. Tiêu Phàm đột nhiên mãnh kinh, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Những cái này thần cấp huyết mạch đối với hắn tới nói, tuyệt đối là cực kỳ chân quý đồ vật, bỏ qua nhưng là không có, Tiêu Phàm làm sao sẽ để cho bọn chúng tiêu tán đây? Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không có đầy đủ thực lực đi ngăn cản, có thể làm cho những cái này huyết dịch bảo trì mấy chục vạn năm ngưng mà không tán, cũng chỉ có Táng cấp độ kia tồn tại có thể làm được. Hắn Tiêu Phàm, mặc dù đã là thần vương cảnh trung kỳ, nhưng nếu muốn ngăn cản huyết dịch tiêu tán, vẫn như cũ kém quá xa. Tiêu Phàm hiện tại duy nhất có thể làm, liền là gia tốc hấp thu những cái này thần cấp huyết dịch, ở bọn chúng tiêu tán trước đó, nhiều dung hợp một loại là một loại. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến điển vận chuyển càng thêm tấn mãnh, nếu như có thể, Tiêu Phàm hận không thể phân ra mấy cỗ linh hồn phân thân cùng một chỗ hấp thu. Nhưng mà, địa phương quỷ quái này, mặt khác thủ đoạn toàn bộ không thể thi triển, Tiêu Phàm cũng là không thể làm gì. Thời gian từng ngày trôi qua, Tiêu Phàm cũng rốt cục bình tĩnh lại, hắn càng nghĩ nhanh, lại càng nhanh không nổi. 3 tháng thời gian sau, Tiêu Phàm rốt cục dung hợp 3333 loại thần cấp huyết mạch, cũng tương đương với hắn có thể tu luyện Tu La Cửu Biến đệ tam biến. Mà lúc này, bốn phía thần cấp huyết mạch cũng đã còn thừa không có mấy, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm loại, dù là đem những cái này thần cấp huyết mạch toàn bộ đều hấp thu, cũng không có khả năng đi đến tu luyện đệ tứ biến điều kiện. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có từ bỏ, mấy trăm loại, vậy cũng không ít, có thể dung hợp bao nhiêu liền dung hợp bao nhiêu. À, làm Tiêu Phàm chuẩn bị dung hợp 3334 loại thần cấp huyết mạch thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Theo lấy loại kia huyết mạch dung nhập vô tận chiến huyết, Tiêu Phàm cảm giác thể nội vô tận chiến huyết bỗng triệt để bắt đầu cuồng bạo, tựa như muốn đem toàn bộ thân thể no bạo một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, trước đó dung hợp hơn 3000 loại thần cấp huyết mạch, đều không có bất kỳ khác thường gì a. Nhưng hiện tại, dung hợp một loại huyết mạch, loại đau khổ này, lại xa xa không phải hắn có thể đủ tiếp nhận. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, cảm thụ được tự thân biến hóa, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phàm rốt cục phát hiện một vấn đề. Là nghịch loạn chi đồng. Trước đó hấp thu thần cấp huyết mạch có nghịch loạn chi đồng hỗ trợ, hiện tại nghịch loạn chi đồng không cách nào thi triển. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hắn thử mấy lần, nghịch loạn chi đồng vẫn như cũ không cách nào thi triển ra. Nhìn xem trước mắt không ngừng tiêu tán thần cấp huyết mạch, Tiêu Phàm tâm đang nhỏ máu, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói, mặc kệ, hấp thu một loại là một loại. Tiêu Phàm cắn chặt răng, tiếp tục dung hợp còn lại thần cấp huyết mạch. Hắn mặt mũi biến vô cùng dữ tợn, thỉnh thoảng hít vào ngụm khí lạnh. Táng nói không sai, vô tận chiến huyết dung hợp mặt khác huyết mạch chi lực, dung hợp càng nhiều, lại càng thống khổ. Tiêu Phàm tự hỏi, bản thân cũng coi như là một cái kiên nghị người, có thể loại thống khổ này, thực sự quá đáng sợ, căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Mấy ngày thời gian, hắn cũng vẻn vẹn dung hợp tầm 10 loại mà thôi. Nghĩ đến Táng dung hợp gần 9000 loại. Tiêu Phàm liền không khỏi hít một hơi lạnh, đây quả thực không phải người làm việc a. Đừng đến lúc đó vô tận chiến huyết không có dung hợp thành công, ngược lại là trước tiên đem bản thân cho giết chết. Nếu như đã đi con đường này, vậy liền không có quay đầu cơ hội.
Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, hiện tại không đúng bản thân hung ác một điểm, tương lai địch nhân sẽ đối bản thân càng ác. Những năm này, hắn đã trải qua quá nhiều sự tình, so với mệnh treo một đường, hiện tại loại thống khổ này, còn ở hắn tiếp nhận phạm vi. Chớp mắt lại qua thời gian nửa tháng, làm đại điện bên trong huyết mạch chi lực biến mất thời khắc, Tiêu Phàm lại dung hợp 13 loại huyết mạch chi lực. Bây giờ hắn dung hợp thần cấp huyết mạch, cũng đã đạt đến 3.360 loại. Giờ phút này Tiêu Phàm, sắc mặt 10 phần trắng bệch, mồ hôi đã sớm thẩm thấu, khi thấy cuối cùng một giọt thần cấp huyết mạch biến mất thời khắc, hắn căng cứng dây lòng cũng đột nhiên buông lỏng xuống. Cả người sụi lơ ở mặt đất, miệng lớn thở phì phò, hoàn toàn thoát lực một dạng. Một lát sau, Tiêu Phàm mới khôi phục một cái thể nội, lại tốn vài ngày thời gian, đem tự thân trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Tiếp xuống cũng nên tu luyện tu la cửu biến, ta cũng phải nhìn xem, tu la cửu biến, có thể để cho ta thực lực tăng lên bao nhiêu. Tiêu Phàm trong mắt nở rộ lấy tinh quang, đối tu la cửu biến tràn đầy chờ mong. Hồi tưởng lên tu la cửu biến công pháp, Tiêu Phàm chìm vào đệ nhất biến tu luyện. Hắn thể nội vô tận chiến huyết phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm, giống như long ngâm, vang vọng cả tòa đại điện. Hắn quanh thân càng là chán phóng sáng chói kim quang, đem cả tòa đại điện chiếu lóa mắt vô cùng, hắn nhục thân cũng đang phát sinh vi diệu biến hóa. Lúc này, mấy đạo thân ảnh đứng ở tu la tổ điện bên ngoài, ánh mắt phức tạp. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, ba thần bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Không nghĩ đến hắn thật thành công, về sau chúng ta tính mệnh liền nắm giữ ở trong tay hắn. Dung Nham Thạch Hoàng khổ sở nói. Đi đến bọn họ dạng này cảnh giới, dù cho đặt ở thái cổ thần giới, cũng là tỏa chấn một phương đại năng, vốn hẳn nên rong ruổi giữa thiên địa. Nhưng hiện tại, bọn họ tính mệnh lại muốn trưởng khống ở một cái thần vương cảnh tiểu tử trong tay, này khiến bọn họ như thế nào có thể tiếp nhận đây? Ba thần, còn tốt chúng ta nghe theo ngươi ý kiến. Nếu không mà nói, đoán chừng không may vẫn là chúng ta. Độc Hoàng Ma Hạt cũng mở miệng nói. Ba thần trên mặt cũng lóe qua một vòng bất đắc dĩ, nói, mọi người yên tâm đi, thế hệ này tu la tử có chỗ khác biệt, chí ít, hắn không phải thị sát người. Đám người gật gật đầu, toàn bộ đều không có rời đi, mà là lẳng lặng thủ hộ ở tu la tổ điện bên ngoài. Này nhất chờ, liền là một năm thời gian, đại điện bên trong. Thỉnh thoảng truyền đến từng đạo cuồng bạo khí tức, để bọn hắn đều kinh hãi không thôi. Hắn làm sao còn không đi ra, hẳn là cũng đã thành công tu luyện đến tu la đệ nhị biến A. Mấy người bên trong duy nhất nữ tính Tinh Vân Minh Điệp mở miệng nói. Giờ phút này, Tinh Vân Minh Điệp biến thành một cái nữ tử, có được khuynh thế dung nhan, ngạo nhân dáng người, nghiễm nhiên liền là một cái tuyệt thế vưu vật. Hắn sẽ không nghĩ một hơi tu luyện tới tu la đệ tam biến A. Dung Nham Thạch Hoàng kinh ngạc nói. Không có khả năng, ta nhớ kỹ năm đó chủ nhân nói qua, chỉ có đột phá đến đại đế cảnh, mới có thể tu luyện đệ tam biến, thần vương cảnh, nhiều nhất cũng liền tu luyện tới đệ nhị biến mà thôi. Liệt Thiên Thần nghĩ bác bỏ nói. Những người khác trầm mặc không nói, nhưng là chấp nhận Liệt Thiên Thần nghĩ lời nói, bọn họ rất rõ ràng bản thân chủ nhân năm đó là như thế nào ngút trời kỳ tài. Tiêu Phàm Thiên Phú mặc dù không tệ. Nhưng cùng bọn họ chủ nhân táng so sánh, tuyệt đối chỉ yếu không mạnh. Ta ngược lại là có chút tin tưởng, hắn có thể đủ tu luyện tới đệ tam biến. Ba thần trầm mặc lúc này, đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh nói. Ta không tin, ta cũng không tin, những người khác nhao nhao lắc lắc đầu, bọn họ thừa nhận Tiêu Phàm thiên phú không tồi, nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ bọn họ chủ nhân ghi chép. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ khoáng thế bế nghĩa năng lượng. Nương theo lấy kinh thiên nổ vang, bỗng từ đại điện bên trong truyền đến, chấn động đến mấy người đều liên tục lui về sau mấy bước. Làm sao có thể, mấy người chăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm tu la tổ điện, trên mặt đều là vẻ khó tin. Đệ tam biến, ba thần hít sâu một cái, tuy nhiên hắn tin tưởng Tiêu Phàm khả năng tu luyện tới đệ tam biến, nhưng nội tâm vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh. Tu la tổ điện. Một đạo cao khoảng một trượng thân ảnh lơ lửng ở hư không, toàn thân chán phóng nhàn nhạt kim quang, màu đỏ tươi con ngươi lộ ra mấy phần dữ tợn, đồng tử màu vàng giống như hai quả bảo thạch khảm nạm ở trong đó. Một đôi đạm kim sắc sừng thú sinh trưởng ở trên đầu, phát ra một cỗ phá thiên tư thế, dữ tợn bá đạo,
tựa như muốn đem thiên này xuyên phá. Phía sau, một đôi kim sắc xương cánh bao quanh nhàn nhạt kim sắc quang vực, như mộng như huyễn, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao, muốn chém rách tất cả. Hảo cường đại lực lượng, Tiêu Phàm nhìn xem bản thân hai tay, cảm thụ được tự thân lực lượng. Hắn nội tâm cũng kinh hãi không thôi, tu luyện ra tu la đệ nhất biến, hắn liền cảm giác mình so biến thành tu la chi thể lúc muốn cường đại gấp mấy lần. Thi triển ra tu la đệ nhất biến, dù là thần vương cảnh đỉnh phong thiên tài, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết. Mà khi hắn tu la ra tu la đệ nhị biến thời điểm, Tiêu Phàm cảm giác thực lực lại tăng gấp bội, cho dù gặp gỡ đại đế, hắn cũng có nắm chắc đào tẩu. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm tu luyện ra tu la đệ tam biến, hắn mới phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường tu la cửu biến. Tu la đệ tam biến, không chỉ có biến hóa tu la ngoại hình phát sinh biến hóa, thực lực cũng bạo tăng. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là thần vương cảnh trung kỳ, nhưng thể nội ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, cho dù gặp gỡ phổ thông đại đế, hắn cũng dám một trận chiến. Mạnh, không phải bình thường mạnh, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, bản thân nếu là có thể tu luyện tới tu la cửu biến, lực lượng sẽ cường đại đến như thế nào đáng sợ cấp độ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm thân hình chậm rãi biến hóa, lại biến thành nguyên lai bộ dáng, nhìn qua phong khinh vân đạm, cùng vừa rồi dữ tợn lại tàn nhẫn hình thái hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết qua bao lâu, bây giờ ta thực lực, cũng đã không cách nào dùng cụ thể cảnh giới để cân nhắc, bất quá những ngày qua, linh hồn bản thể cũng không có từ bỏ lĩnh ngộ phong chi pháp tắc cùng thời không pháp tắc, cũng là thời điểm đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm tự nhủ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm hai tay chấn động, một tiếng quát khẽ thời không phong bạo, hư vô phong bạo, ra. Hô hô, một thoáng thời gian, Tiêu Phàm quanh thân từng đạo pháp tắc thần liên thoáng hiện mà ra. Cường hoành khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra, cả tòa đại điện đều bắt đầu mãnh liệt rung rung. Đồng thời, Tiêu Phàm trên người khí thế không ngừng kéo lên, tựa như không có điểm cuối cùng một dạng. Nếu như cứng rắn là muốn dùng một cái từ để hình dung, Tiêu Phàm chỉ có thể nghĩ đến một chữ, mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.